Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Hôm nay mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh hùng chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Sơn Hà đồ của thể loại tân giang hồ, võ hiệp. Chương 5, võ giả đệ nhất Tây cương. Anh hùng chí tác giả Tôn Hiểu. Quyển 5, hành trình sang Tây chương 5, võ giả đệ nhất Tây cương hồi 1. Người dịch Hoàng Anh. Lại nói về tứ vương tử một đêm không ngủ, cùng đám binh tướng thương lượng tình thế hắn thấy tần trọng hải chỉ quân có phép tắc, nhất thời khó mà đánh bại, nhân đêm khuya liền truyền lệnh cho quân phòng thủ ở quan hải khách nghĩ suy tới viện trợ. Lúc này bên phía đại minh, tần trọng hải cũng tụ họp mọi người thương lượng tình thế. Thừa tướng kia nghe lính trinh tham báo về việc tứ vương tử xin cầu viện thì sắc mặt lộ vẻ lo lắng, buồn bã nói. Như vậy nguy rồi. Nếu tứ vương tử thuyết phục được thêm vài dũng tướng làm phản, tình thế của chúng ta sẽ hỏng hết. Tần Trọng Hải nghe phiên dịch thì cười lạnh. Cứ mặc kệ để hắn đi cầu cứu, đến một tên thì lão tử giết một tên, đến hai tên thì. Giết hai tên, càng nhiều càng tốt. Y truyền lệnh cho năm nghìn nhân mã mở ra một đường. Bản thân thì ngồi trên một cái ghế tựa, ung dung trên đồi chờ ngoại tộc đến tấn công. Đợi tới giờ thì, quả nhiên các bụi tung bay, viện quân của tứ vương tử đã đến. Gã thân vương cùng thừa tướng đều hoảng sợ cúi đầu, chỉ nghe tiếng trống ầm ầm, khắp nơi là tiếng hoan hô. Một gã đại tướng khôi vĩ thân cao mười thước xuất hiện. Người này dâu đỏ tóc vàng, mồm to như cai chậu, mặt mũi diện mạo dù không đến nỗi hung tợn nhưng quả thực khác thường. Đám thủ hạ của Tần Trọng Hải chưa từng thấy qua người này trong quân địch, đều thầm kinh ngạc. Gã thân vương ngoại tộc cùng tướng lĩnh bên cạnh hoàng sợ lớn tiếng kêu. Là hắn, ô lực khả hãn, Tần Trọng Hải truyền hỏi. Người kia là ai, sao các ngươi sợ hắn đến thế? Thừa tướng lắc đầu nói. Ô lực khả hãn chính là mãnh tướng chấn thủ đệ nhất quan ải phía đông của bồn quốc, cho dù đối mặt vạn người. Cũng không sợ, những người so tài với hắn, không quá mười chiêu đã không sống nổi. Ai ra, người này vốn là tấm lá chắn cho bồn quốc, hôm nay lại thành tặc tử, thật không thể ngờ. Chỉ thấy tứ vương tử ghé vào bên tai ô lực khả hãn nói mấy câu, không biết có âm mưu gì. Chỉ một lát sau, ô lực khả hãn kia thúc ngựa đến dưới ngọn đồi trên tay cầm một cây cột cờ dài phía đầu có treo áo lót nữ nhân hắn cười nói các người dù gì cũng là dũng sĩ hắn quốc chúng ta sao lại đi theo bám gót gã đàn bà đạt bá nhi hãn vô dụng kia các người mau mau rời hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa tứ vương tử chắc chắn sẽ trọng thường bộ dáng của ô lực khả hãn đầy khinh thường lời lẽ hàm hồ nhìn thẳng lên đồi không coi đám tướng lãnh đối phương ra gì sắc mặt đạt bá nhi hãn xám xịt lại, giận đến mức phát run, hét lên. Ai giết được hắn thì ta sẽ trọng thường, mau. Tần Trọng Hải đang muốn xuống đồi nguyên chiến, lại nghe một gã tướng lĩnh quá to. Tướng quân Trung Hoa hãy chờ một chút, lời lẽ kẻ nọ hết sức ngông cuồng, làm nhục đến chúa công của chúng ta, hãy xem ta đưa hắn vào chỗ chết. Người vừa lên tiếng là đội trưởng đội cấm vệ của khách lạt suy thân vương, tên là một lý khoa phu có võ nghệ xuất chúng. Tần Trọng Hải chắp tay đáp. Tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Một lý khoa phu quát to một tiếng rồi thúc ngựa lao xuống, tốc độ của Tuấn mã nhanh tuyệt, thoáng chốc đã đến nơi. Một lý khoa phu ghim dây cương, trợn. Mắt nhìn ô lực khả hãn, dơ roi quát to. Ô lực khả hãn to gan, ngươi là con dân Hán Quốc. Sao lại đi theo đám phản địch làm việc đại nghịch bất đạo? Ngươi không sợ bị khả hãn trừng trị sao? Ô lực khả hãn cười nói tứ vương tử anh minh thân võ, thần cơ diệu toán, trong thiên hạ có ai là đối thủ của người. Một lý khoa phu cả giận nói. Trước mặt khả hãn, người dám nói tứ vương tử là thiên hạ vô địch. Ô lực khả hãn cười nói. Lão già khả hãn kia thì tính cái gì? Bây giờ hắn đã là tù nhân của chúng ta rồi. Chỉ chờ đem gã đàn bà đặt bá nhi hãn này đi xử trảm. Tứ vương tử của chúng ta sẽ kế vị làm khả hãn. Một lý khoa phu nghe lời này thì kinh hãi, liền quay đầu lên đổi muốn nghe lệnh của gã thân vương ngoại tộc. Ai ngờ chỉ thấy thân vương ngoại tộc và thừa tướng nghe lời nọ thì chân tay mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Tần Trọng Hải sai người thông dịch, nghe xong cũng kinh hãi thầm nghĩ. Nếu người kia nói là thật, chỉ e chuyện lần này hỏng bét. Một lý khoa phu không được thượng cấp ra lệnh nhưng biết rõ. Chỉ có nhanh chóng giết chết phản nghịch trước mắt mới đánh tan đi khí thế điên cuồng của quân phản nghịch. Hắn thúc ngựa về phía trước, giận dữ hết gian thần bán nước dám cướp ngôi báu, ta phải giết người tại đây. Sức lực của hắn rất mạnh, múa đao cực nhanh, dùng một cây loạn hoàn thiết tấn đao nặng 36 cân. Cây đao kia tuy cồng kềnh nhưng mà một lý khoa phu lại có thể múa như bay, không? Hổ là một danh tướng. Quân binh song phương đều thầm nhủ. Người này không hổ là thủ lĩnh cầm y vệ, võ công không kém chút nào. Chỉ thấy ô lực khả hãn bên kia cười hì hì, dù tình thế gấp gáp mà vẫn thong dong lấy ra một cây búa lớn đen nhánh, lại chỉ dùng một cánh tay giơ nó lên rồi cười nói. Thủ hạ của một gã đàn bà tất nhiên chỉ là một món đồ chơi. Hắn giơ cây búa lớn, chỉ nghe ghen một tiếng, hoa lửa tóe ra khắp nơi, không ngờ. Đã nhẹ nhàng ngăn được loạn hoàn thiết tấn đao, ô lực khả hãn nay chỉ dựa vào sức lực một tay tiếp cây đao nặng 36 cân, sức mạnh phi thường hiếm thấy ít người có thể sánh bằng hắn với bộ dạng khinh miệt uể oải nói. Về nhà ăn nhiều một chút rồi hãy đến chiến, sức lực tiểu nhân ngươi không đủ bồi tiếp một búa của ta. Nói xong lại ngáp một cái. Một lý khoa phu cả kinh thầm nghĩ. Nghe đồn ô lực khả hãn sức mạnh hơn người, vốn tưởng chỉ là khoa trương. Không ngờ khí lực lại mạnh mẽ đến mức như thế. Nghĩ vậy hắn không dám xem thường mà liên tiếp hạ đòn sát thủ, ô lực khả hãn lại tươi cười đón đỡ thế công một lý khoa phu thấy địch nhân coi thường mình thì trở nên liều mạng, vung hai tay trái phải công kích liên tục xuất ra mười đao. chỉ là ô lực khả hãn có sức mạnh ghê gớm, sao có thể bị làm khó dễ? mỗi lần binh khí chạm nhau là một lần cổ tay một lý khoa phu ê ẩm tê dại, hắn sợ hãi, đao pháp dần trở nên toán loạn, xuất hiện dấu hiệu thua trận. Ải nghe một tiếng kêu lớn từ một nơi, một gã tướng quân còn trẻ lao ra, ca ca, ta tới giúp người đây chính là phó thống lĩnh cấm vệ quân Mạc Lý Khoa Phu, đệ đệ của một Lý Khoa Phu. Ô lực khả hãn cười nói. Hai đánh một sao. Mạc Lý Khoa Phu sợ ca ca thẹn có chuyện, liền vọt tới dơ thương đâm ô lực khả hãn. Một Lý Khoa Phu biết đệ đệ không phải đối thủ của ô lực khả hãn, nghĩ đến huynh đệ tình thâm thì vội kêu lên. Người không phải là đối thủ của hắn, mau lui ra. Ô lực khả hãn cười lớn một tiếng. Không kịp nữa rồi búa lớn vung lên, đem cả người lẫn ngựa của đệ đệ xẻ thành hai đoạn trước mặt một lý khoa phu. Một lý khoa phu chứng kiến tình cảnh bi thảm này thì rơi nước mắt kêu gào. Ta liều mảng với ngươi. Hắn điên cuồng vung đao bổ xuống ô. Lực khả hãn, ô lực khả hãn cười ha hả nói. Thắng làm vua, thua làm giặc, ai có khí lực cường đại người đó là chủ, người chết đi. Cây búa lớn lại chấp động chém thẳng xuống, phục một tiếng, thân hình của một lý khoa phu cũng tách thành hai nửa hồn lìa khỏi xác mọi người thấy hai huynh đệ trong nháy mắt chết thảm dưới búa thì lộ vẻ không đành lòng đạt bá nhi hãn vốn có giao hào cùng hai người lúc này thấy hai huynh đệ bỏ mạng thì nước mắt chảy xuống tần trọng hải thấy hắn rơi lệ thầm nghĩ người này rơi lệ vì thù hạ xem ra còn có chỗ khen ngợi vẫn còn tính cách nhân từ của một con người đám phản quân thấy ô lực khả hãn thắng ngay trận đầu lập tức liên tục sóng chống trợ uy. Tứ vương tử nói, các người đã thấy không thuận theo bổn vương là kết cục như vậy đó. Ô lực khả hãn giơ cây búa lớn đẫm máu hướng lên trên đồi cười to. Trong các ngươi ai có can đảm xuống dưới nhặt xác hai huynh đệ này? Hắn hỏi ba tiếng, thấy không có ai đáp trả liền dơ chân đạp lên thi thể ngột lý hoa phu, cười nói. Nếu không xuống đây, đừng trách ta đạp hắn thành thịt nát. Chỉ nghe một tiếng ngựa hí, một con rồng lửa cuốn tới. Một người một ngựa chạy như bay vụt xuống đồi, ô lực khả hãn cười nói. Có người đến tặng, hắn muôn há mồm nói ra từ, cái mảng, không ngờ lại nơi cô thấy lành lạnh rồi cái đầu bay lên trên không, máu tươi. Phun mạnh từng dòng, khóe miệng còn mang theo nụ cười mà ngã xuống. Nhất thời quân mã song phương hoảng hốt, nhìn thẳng vào người vừa ra tay cực nhanh nọ. Chỉ thấy hai mắt y sáng ngời, trên tay cầm một thanh cương đao đang đầm điểm máu, chính là hỏa tham nhất Đao Tần Trọng Hải. Trên gò núi, hai vạn tướng sĩ đồng thanh kêu lên bội phục sát đất. Giỏi, thừa tướng chứng kiến cảnh này cũng nghĩ thầm trong bụng. Tần tướng quân có võ nghệ thật lợi hại, nếu sau này theo chúng ta thì nhất định khiến Thiên Uy Hán quốc ta đại chấn. Chỉ là lúc này sống chết còn chưa rõ, sao có thể bận tâm đến chuyện ngày sau? Hắn cười khổ rồi bỏ qua ý niệm này. Trong tiếng vỗ tay như sấm dậy, Tần Trọng Hải liền sai người chôn cất thi thể hai huynh đệ một lý khoa phu. Sau đó y chĩa đao nâng cái đầu của ô lực khả hãn lên cười lạnh. Hạng người hạ lưu này cũng dám ra đây bêu xấu, các người mau phái người đi nhặt xác hắn, bằng không ra da, da của ngươi liền lấy óc con heo này cho chó. Ăn! Quân phản loạn một bộ sợ hãi, không ai dám đến lượm xác ô lực khả hãn. Thật lâu sau Tần Trọng Hải đi tới quát lớn. Không ai muốn cái đầu heo này sao? Trả lại cho các ngươi cường đào vung ra, cái đầu kia giống như quả bóng ra thuận thế bay đến chỗ tứ vương tử, tứ vương tử đại biến sắc mặt, cả kinh nói. Lại là nhà ngươi, một người bên cạnh tứ vương tử giống lên một tiếng, giơ một cây đại thiết trùy. Xuyên qua đem đầu của ô lực khả hãn trở về, óc cùng máu dính ở thiết trùy càng làm người ta sợ hãi. Chỉ thấy người kia tóc dài quá mũi, ngồi trên con voi cao chừng mười thước, mắt nhỏ như mắt chuột nhưng tai to như tai thỏ, diện mạo thật là quái lạ người nhỏ quát, Mọi dở Trung Hoa to gan, ta chính là tứ tượng vương Thiết Lực Hãn. Bây giờ sẽ đem đầu nhà ngươi đập nát như tương. Tứ tượng vương này bộ dạng như voi, thân hình còn cao hơn cả Tần Trọng Hải một cái đầu. Chỉ nghe hắn kêu một tiếng, con voi giống lên rồi dũng mãnh lao tới Tần Trọng Hải, lại khiến cho những thất ngựa trên gò núi kinh hãi hí vang. Tần Trọng Hải ngồi trên một con ngựa rất dũng mãnh, trước mặt là con voi lớn nhưng không run sợ, đứng lên sông về phía trước. Tần Trọng Hải không hiểu tượng vương kia nói to nói nhỏ gì, chỉ cười nói. Cái gì mà làm loạn bát nháo lên thế, muốn đánh rắm xuống âm phủ mà phóng, may ra Diêm Vương còn nghe thấy một hai câu. Một ngựa một voi giáp chiến, thiết lực hãn nghe răng cười, vông tay đại thiết. Chủy bổ vào cổ Tần Trọng Hải, nếu chúng thì đầu của y chắc chắn nát vụn. Ai ngờ Tần Trọng Hải mỉm cười, tay cầm chuôi đao, không hề tránh né như đã dự tính trước hai bên lao chéo qua nhau, chùy đao sắp va chạm thì bỗng nghe a à. một tiếng thét to, nhìn lại thì tượng vương đã bị tần trọng hải dùng một tay kéo từ trên lưng con voi xuống đất. thì ra tần trọng hải có luyện một bộ đao pháp hạng nhất tên là tứ bi đao võ công này dùng để bắt sống địch nhân. sư phụ của y sợ hòa tham nhất đao sát khí quá nặng sẽ dồn đối phương vào chỗ chết nên đã truyền tứ bi đao lại, nói ngày sau y có thể vận dụng nó để tránh sát sinh vừa rồi ánh đao chuyển hướng chém tới cổ thiết lực hán, khiến hắn phải thu trì lại đỡ, ngay lúc này Tần Trọng Hải đã nhảy lên lưng voi, từ sau lưng bắt sống hắn. Tần Trọng Hải một tay sách thiết lực hãn rồi ném hắn ra xa. Lục phủ ngũ tạng của tượng vương bị đào lộn, kinh hoàng nhìn Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải không nhịn được cười nói. Ta và ngươi không có thâm cầu đại hận gì, nhìn ngươi không giống ô lực khả hãn hung hăng càn cuối kia. Ta tha cho ngươi, ngươi về đi nói xong phất tay ý bảo đối phương rời đi. Ai ngờ tượng vương không rõ lời của Tần Trọng Hải, mắt thấy đối phương cười ngạo thì lại tưởng đang khinh nhục mình. Hắn quát lên một tiếng, lại vung thiết trùy đánh tới Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải lắc đầu nói, người tự tìm đường chết, chớ trách ta không nương tình. Bàn tay khẽ động, tay phải ra một trào đã tóm được tượng vương rồi nhấc lên không chung. Tiếp theo quay lại khiêu. Chiến với đám phản quân còn người nào muốn khiêu chiến đợi một lúc lâu không có người nào xông ra tần trọng hải liền cười ha hả thúc ngựa sách tượng vương quay về trận tứ vương tử hoảng sợ mắt thấy tượng vương bị hại mà không ai dám xuất trận giận dữ nói các người đều là đồ ăn hại mau gọi sát kim đến cho ta sói chương năm võ giả đệ nhất tây cương anh hùng trí tác giả tôn hiểu quyển năm hành trình sang tây trương năm võ giả đệ nhất tây cương hồi một người dịch hoàng anh lại nói về tứ vương tử một đêm không ngủ cùng đám binh tướng thương lượng tình thế hắn thấy tần trọng hải chỉ quân có phép tắc nhất thời khó mà đánh bại nhân đêm khuya liền truyền lệnh cho quân phòng thủ ở quan ải khách nghĩ suy tới viện trợ lúc này bên phía đại minh tần trọng hải cũng tụ họp mọi người thương lượng tình thế thừa tướng kia nghe lính trinh thám báo về việc tứ vương tử xin cầu viện thì sắc mặt lộ vẻ lo lắng buồn bã nói như vậy nguy rồi nếu tứ vương tử thuyết phục được thêm vài dũng tướng làm phản tình thế của chúng ta sẽ hỏng hết tần trọng hải nghe phiên dịch thì cười lạnh cứ mặc kệ để hắn đi cầu cứu đến một tên thì lão tử giết một tên đến hai tên thì giết hai tên càng nhiều càng tốt y truyền lệnh cho năm nghìn nhân mã mở ra một đường bản thân thì ngồi trên một cái ghế tựa ung dung trên đồi chờ ngoại tộc đến tấn công đợi tới giờ thìn quả nhiên cắt bụi tung bay viện quân của tứ vương tử đã đến. Gã thân vương cùng thừa tướng đều hoàng sợ cúi đầu, chỉ nghe tiếng trống ầm ầm, khắp nơi là tiếng hoan hô. Một gã đại tướng khôi vĩ thân cao mười thước xuất hiện. Người này râu đỏ tóc vàng, mồm to như cai chậu, mặt mũi diện mạo dù không đến nỗi hung tợn nhưng quả thực khác thường. Đám thủ hạ của Tần Trọng Hải chưa từng thấy qua người này trong quân địch, đều thầm kinh ngạc. Gã thân vương ngoại tộc cùng tướng lĩnh bên cạnh hoàng sợ lớn tiếng kêu, là hắn, ô lực khả hãn. Tần Trọng Hải chuyên hỏi, người kia là ai, sao các ngươi sợ hắn đến thế? Thừa tướng lắc đầu nói, ô lực khả hãn chính là mãnh tướng chấn thủ đệ nhất quan ải phía đông của bồn quốc, cho dù đối mặt vạn người cũng không sợ. Những người so tài với hắn, không quá mười chiêu đã không sống nổi. Ai ra, người này vốn là tấm lá chắn cho bồn quốc, hôm nay lại thành tặc tử, thật không thể ngờ chỉ thấy tứ vương tử ghé vào bên tai ô lực khả hãn nói mấy câu không biết có âm mưu gì chỉ một lát sau ô lực khả hãn kia thúc ngựa đến dưới ngọn đồi trên tay cầm một cây cột cờ dài phía đầu có treo áo lót nữ nhân hắn cười nói các ngươi dù gì cũng là dũng sĩ hắn quốc chúng ta sao lại đi theo bám gót gã đàn bà đạt bá nghi hãn vô dụng kia các ngươi mau mau rời hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa tứ vương tử chắc chắn sẽ trọng thường bộ dáng của ô lực khả hãn đầy khinh thường, lời lẽ hàm hồ nhìn thẳng lên đồi, không coi đám tướng lãnh đối phương ra. Gì? Sắc mặt đạt bá nhi hãn xám xịt lại, giận đến mức phát run, hét lên. Ai giết được hắn thì ta sẽ trọng thường. Mau! Tần Trọng Hải đang muốn xuống đồi minh chiến, lại nghe một gã tướng lĩnh quá to. Tướng quân Trung Hoa hãy chờ một chút, lời lẽ kẻ nọ hết sức ngông cuồng, làm nhục đến chúa công của chúng ta, hãy xem ta đưa hắn vào chỗ chết. Người vừa lên tiếng là đội trưởng đội. Cấm vệ của khách lạc suy thân vương, tên là một lý khoa phu có võ nghệ xuất chúng. Tần Trọng Hải chắp tay đáp. Tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Một lý khoa phu quát to một tiếng rồi thúc ngựa lao xuống, tốc độ của Tuấn mã nhanh tuyệt, thoáng chốc đã đến nơi. Một lý khoa phu ghim dây cương, trợn mắt nhìn ô lực khả hãn, dơ roi quát to. Ô lực khả hãn to gan, ngươi là con dân hãn quốc sao lại đi theo đám phản địch làm việc đại nghịch bất đạo ngươi không sợ bị khả hãn trừng trị sao ô lực khả hãn cười nói tứ vương tử anh minh thân võ thần cơ diệu toán trong thiên hạ có ai là đối thủ của người một lý khoa phu cả giận nói trước mặt khả hãn ngươi dám nói tứ vương tử là thiên hạ vô địch ô lực khả hãn cười nói lão già khả hãn kia thì tính cái gì bây giờ hắn đã là tù nhân của chúng ta rồi, chỉ chờ đem gã đàn bà đặt bá nhi hãn này đi xử trảm. Tứ vương tử của chúng ta sẽ kế vị làm khả hãn. Một lý khoa phu nghe lời này thì kinh hãi, liền quay đầu lên đổi muốn nghe lệnh của gã thân vương ngoại tộc. Ai ngờ chỉ thấy thân vương ngoại tộc và thừa tướng nghe lời nọ thì chân tay mềm nhũn mồi phịch xuống đất. Tần trọng hải sai người thông dịch, nghe xong cũng kinh hãi thầm nghĩ. Nếu người kia nói là thật, chỉ e chuyện lần này hỏng bét một lý khoa phu không được thượng cấp ra lệnh nhưng biết rõ. Chỉ có nhanh chóng giết chết phản nghịch trước mắt mới đánh tan đi khí thế điên cuồng của. Cù. Quân phản nghịch, hắn thúc ngựa về phía trước, giận dữ hết. Gian thần bán nước dám cướp môi báu, ta phải giết người tại đây. Sức lực của hắn rất mạnh, múa đao cực nhanh, dùng một cây loạn hoàn thiết tấn đao nặng 36 cân. Cây đao kia tuy cồng kềnh nhưng mà một lý khoa phu lại có thể múa như bay, không hổ là một danh tướng quân binh song phương đều thầm nhủ. Người này không hổ là thủ lĩnh cầm y vệ, võ công không kém chút nào. Chỉ thấy ô lực khả hãn bên kia cười hì hì, dù tình thế gấp gáp mà vẫn thong dong lấy ra một cây búa lớn đen nhánh, lại chỉ dùng một cánh tay giơ nó lên rồi cười nói. Thủ hạ của một gã đàn bà tất nhiên chỉ là một món đồ chơi. Hắn giơ cây búa lớn, chỉ nghe khen một tiếng, hoa lửa tóe ra khắp nơi, không ngờ đã nhẹ nhàng ngăn được loạn hoàn thiết tấn đao ô lực khả hãn nay chỉ dựa vào sức lực một tay tiếp cây đao nặng 36 cân, sức mạnh phi thường hiếm thấy ít người có thể sánh bằng. Hắn với bộ dạng khinh miệt uể oải nói, về nhà ăn nhiều một chút rồi hãy đến chiến, sức lực tiểu nhân ngươi không đủ bồi tiếp một búa của ta. Nói xong lại ngáp một cái, một lý khoa phu cả kinh thầm nghĩ, nghe đồn ô lực khả hãn sức mạnh hơn người, vốn tưởng chỉ là khoa trương. Không ngờ khí lực lại mạnh mẽ đến mức như thế. Nghĩ vậy hắn không dám xem thường mà liên tiếp hạ đòn sát thủ, ô lực khả hãn lại tươi cười đón đỡ thế công. Một lý khoa phu thấy địch nhân coi thường. Mình thì trở nên liều mạng, vùng hai tay trái phải công kích liên tục xuất ra mười đao, chỉ là ô lực khả hãn có sức mạnh ghê gớm, sao có thể bị làm khó dễ. Mỗi lần binh khí chạm nhau là một lần cổ tay một lý khoa phu ê ẩm tê dài. Hắn sợ hãi, đao pháp dần trở nên toán loạn, xuất hiện dấu hiệu thua trận ải nghe một tiếng kêu lớn từ một nơi, một gã tướng quân còn trẻ lao ra. Ca ca, ta tới giúp người. Đây chính là phó thống lĩnh cấm vệ quân Mạc Lý Khoa Phu, đệ đệ của một Lý Khoa Phu. Ô lực khả hãn cười nói. Hai đánh một sao. Mạc Lý Khoa Phu sợ ca ca thẹn có chuyện, liền vọt tới giơ thương đâm ô lực khả hãn. Một Lý Khoa Phu biết đệ đệ không phải đối thủ của ô lực khả hãn, nghĩ đến huynh đệ tình thâm thì vội kêu lên người không phải là đối thủ của hắn mau lui ra ô lực khả hãn cười lớn một tiếng không kịp nữa rồi búa lớn vung lên đem cả người lẫn ngựa của đệ đệ xẻ thành hai đoạn trước mặt một lý khoa phu một lý khoa phu chứng kiến tình cảnh bi thảm này thì rơi nước mắt kêu gào ta liều mảng với ngươi hắn điên cuồng vung đao bổ xuống ô lực khả hãn ô lực khả hãn cười ha hả nói thắng làm vua thua làm giặc ai có khí lực cường đại người đó là chủ người chết đi cây búa lớn lại chớp động chém thẳng xuống phục một tiếng thân hình của một lý khoa phu cũng tách thành hai nửa hồn lìa khỏi xác mọi người thấy hai huynh đệ trong nháy mắt chết thảm dưới búa thì lộ vẻ không đành lòng đạt bá nhi hãn vốn có giao hào cùng hai người lúc này thấy hai huynh đệ bỏ mạng thì nước mắt chảy xuống tần trọng hải thấy hắn rơi lệ thầm nghĩ người này rơi lệ vì thù hạ xem ra còn có chỗ khen ngợi, vẫn còn tính cách nhân từ của một con người. Đám phản quân thấy ô lực khả hãn. Thắng ngay trận đầu, lập tức liên tục gióng chống trợ uy. Tứ vương tử nói, các người đã thấy không thuận theo bổn vương là kết cục như vậy đó. Ô lực khả hãn giơ cây búa lớn đẫm máu hướng lên trên đồi cười to. Trong các ngươi, ai có can đảm xuống dưới nhặt xác hai huynh đệ này? Hắn hỏi ba tiếng, thấy không có ai đáp trả liền giơ chân đạp lên thi thể ngột lý khoa phu cười nói nếu không xuống đây đừng trách ta đạp hắn thành thịt nát chỉ nghe một tiếng ngựa hí một con rồng lửa cuốn tới một người một ngựa chạy như bay vụt xuống đồi ô lực khả hắn cười nói có người đến tặng hắn muôn há mồm nói ra từ cái mạng không ngờ lại nơi cổ thấy lành lạnh rồi cái đầu bay lên trên không máu tươi phun mạnh từng dòng khóe miệng còn mang theo nụ cười mà ngã xuống nhất thời quân mã song phương hoàng hốt, nhìn thẳng vào người vừa ra tay cực nhanh nọ. Chỉ thấy hai mắt y sáng ngời, trên tay cầm một thanh cương đao đang. Đầm điểm máu, chính là hỏa tham nhất đao, tần trọng hải. Trên gò núi, hai vạn tướng sĩ đồng thanh kêu lên bội phục sát đất. Giỏi! Thừa tướng chứng kiến cảnh này cũng nghĩ thầm trong bụng. Tần tướng quân có võ nghệ thật lợi hại, nếu sau này theo chúng ta thì nhất định khiến thiên uy hãn quốc ta đại chấn chỉ là lúc này sống chết còn chưa rõ, sao có thể bận tâm đến chuyện ngày sau. Hắn cười khổ rồi bỏ qua ý niệm này. Trong tiếng vỗ tay như sấm dậy, Tần Trọng Hải liền sai người chôn cất thi thể hai huynh đệ ngột lý khoa phu. Sau đó y chĩa đao nâng cái đầu của ô lực khả hãn lên cười lạnh. Hạng người hạ lưu này cũng dám ra đây bêu xấu, các ngươi mau phái người đi nhặt xác hắn, bằng không ra da của ngươi liền lấy óc con heo này cho cho ăn. Quân phản loạn một bộ sợ hãi, không ai dám đến lượm xác ô lực khả hãn. Thật lâu sau Tần Trọng Hải đi tới quát lớn. Không ai muốn cái đầu heo này sao? Trả lại cho các ngươi. Cường đào vung ra, cái đầu kia giống như quả bóng ra thuận thế bay đến chỗ tứ vương tử. Tứ vương tử đại biến sắc mặt, cả kinh nói. Lại là nhà ngươi. Một người bên cạnh tứ vương tử giống lên một tiếng, giơ một cây đại thiết trùy xuyên qua đem đầu của ô lực khả hãn trở về ao cùng máu dính ở thiết trùy càng làm người ta sợ hãi. Chỉ thấy người kia tóc dài quá mũi, ngồi trên con voi cao chừng 10 thước, mắt nhỏ như mắt chuột nhưng tai to như tai thỏ, diện mạo thật là quái lạ. Người nhỏ quát, mọi dở trung hoa to gan, ta chính là tứ tượng vương thiết lực hãn. Bây giờ sẽ đem đầu nhà ngươi đập nát như tương. Tứ tượng vương này bộ dạng như voi, thân hình còn cao hơn cả tần trọng hải một cái đầu. Chỉ nghe hắn kêu một tiếng, con voi giống lên rồi dũng mãnh lao tới tần trọng hải lại khiến cho những thất ngựa trên gò núi kinh hãi hí vang tần trọng hải ngồi trên một con ngựa rất dũng mãnh trước mặt là con voi lớn nhưng không run sợ đứng lên sông về phía trước tần trọng hải không hiểu tượng vương kia nói to nói nhỏ gì chỉ cười nói cái gì mà làm loạn bát nháo lên thế muốn đánh rắm xuống âm phủ mà phóng may ra diêm vương còn nghe thấy một hai câu một ngựa một voi giáp chiến thiết lực hãn nghe răng cười, vông tay đại thiết trùy bổ vào cổ tần trọng hải, nếu chúng thì đầu của y chắc chắn nát vụn. Ai ngờ tần trọng hải mỉm cười, tay cầm chuôi đao, không hề tránh né như đã dự tính trước. Hai bên lao chéo qua nhau, trùy đao sắp va chạm thì bỗng nghe a à. Một tiếng thét to, nhìn lại thì tượng vương đã bị tần trọng hải dùng một tay kéo từ trên lưng con voi xuống đất. Thì ra tần trọng hải có luyện một bộ đao pháp hạng nhất tên là tứ bi đao, võ công này dùng để bắt sống địch nhân. Sư phụ của y sợ hòa tham nhất đao sát khí quá nặng, sẽ dồn đối phương vào chỗ chết nên đã truyền từ bi đao lại, nói ngày sau y có thể vận dụng nó để tránh sát sinh. Vừa rồi ánh đao chuyển hướng chém tới cổ thiết lực hán, khiến hắn phải thu trì lại đỡ, ngay lúc này Tần Trọng Hải đã nhảy lên lưng voi, từ sau lưng bắt sống hắn. Tần Trọng Hải một tay sách thiết lực hãn rồi ném hắn ra xa. Lục phủ ngũ tạng của tượng vương bị đào lộn, Kinh Hoàng nhìn Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải không nhịn được cười nói: "Ta và ngươi không có thâm cừu đại hận gì, nhìn ngươi không giống Ô Lực Khả Hãn hung hăng càn quấy kia. Ta tha cho ngươi, ngươi về đi." Nói xong phất tay ý bảo đối phương rời đi. Ai ngờ Tượng Vương không rõ lời của Tần Trọng Hải, mắt thấy đối phương cười ngạo thì lại tưởng đang khinh nhục mình, hắn quát lên một tiếng, lại vung thiết chùy đánh tới Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải lắc đầu nói: người tự tìm đường chết, chớ trách ta không nương tình. Bàn tay khẽ động, tay phải ra một trảo đã tóm được tượng vương rồi nhấc lên không trung. Tiếp theo quay lại khiêu chiến với đám phản quân. Còn người nào muốn khiêu chiến? Đợi một lúc lâu không có người nào xông ra, Tần Trọng Hải liền cười ha hả, thúc ngựa sách tượng vương quay về. Trận! Tứ vương tử hoảng sợ, mắt thấy tượng vương bị hại mà không ai dám xuất trận, giận dữ nói. Các người đều là đồ ăn hại, mau gọi sát kim đến cho ta. Sói chương 5, Võ Giả Đệ Nhất Tây Cương Anh hùng chí tác giả, tôn hiểu Quyển 5, Hành Trình Sang Tây chương 5, Võ Giả Đệ Nhất Tây Cương Hồi 2 Người dịch, Hoàng Anh Trung tướng lĩnh cung quyết sai người đi tìm sát kim, không biết đây là thần thánh phương nào. Tần Trọng hài tỏ vẻ mặt khinh thường không quan tâm, thúc ngựa quay về doanh trại, Hà Đại Nhận liền tới thưởng rượu không ngờ võ công của tướng quân lợi hại thế, bổn chiều thật là may mắn. Tần Trọng Hải cười nói, đâu có, đâu có, liền nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Bắt được thiết lực hãn kia, thừa tướng ra tay tát một cái nặng nề, không biết. Quát hỏi điều gì mà thiết lực hãn không để ý, thần sắc đầy vẻ khinh miệt. Thừa tướng giận dữ sai người mang hắn ra chém đầu. Trong lúc rãnh rỗi, Tần Trọng Hải liền hỏi về lai lịch sát kim. Vũ Nhạc Sinh nói, sát kim, nghĩa là dũng sĩ Hán Quốc, người nọ hẳn là là đệ nhất dũng sĩ thiếp mộc nhi Hán Quốc. Tần Trọng Hải vuốt cầm cười nói, không cần biết hắn là sát kim hay sát ngân gì, dù sao cũng không hơn mấy kẻ kia bao nhiêu. Thừa tướng nghe tới sát kim thần sắc trở nên lo lắng, liền bảo Vũ Nhạc Sinh nhắc nhở Tần Trọng Hải nên cẩn thận nhưng y chỉ cười ha hả đã giao thủ với ô lực khả hãn cùng tượng vương nên tần trọng hải khá rõ thực lực của các võ tướng Hán quốc phần lớn những người này trời sinh có dũng khí và sức mạnh. Có điều so về võ công thì còn kém xa cao thủ trung nguyên. Nói thực là không đủ gây nên sợ hãi. Y lập tức ở trước doanh trại uống rượu cười nói, chỉ chờ tứ vương tử triệu võ tướng, sát kim kia đến rồi một đao lấy đầu cho giành nợ. Trời nhá nhem tối, một trận gió bụi từ xa. Xa thổi tới, chính là sát kim đang đến, tần trọng hải liếc mắt nhìn lại. Thì ra chỉ là khoảng hơn ngàn kỵ binh, có thể làm nên chuyện gì? Y thở dài nói, chậm như vậy thật khiến người ta chờ đến phát sợ. Sắc mặt thừa tướng khó coi, lắc đầu thở dài. Sát kim xưa nay trung thành với chủ ta, ngay cả hắn cũng đầu hàng, xem ra bệ hạ đã bị tên nhiệt tử tứ vương tử nhốt lại rồi. Tần Trọng Hải không để ý đến thừa tướng mà nhìn về phía sát kim, thấy sát. Kim xuống ngựa nhưng không vội tới đây, y liền đứng dậy cười nói vọng sang. Ta đã uống cạn một vò rượu, sao sát kim ngươi lề mề như vậy muốn bổn tướng say chết mới dám ló mặt ra sao chúng binh sĩ phá lên một tràng cười thanh âm bốc tận trời xanh chỉ thấy tứ vương tử thấp giọng nói chuyện với sát kim người này lại ngửa đầu lên trời thần thái thật quật cường như không nghe lời của tứ vương tử dường như tứ vương tử cầu khẩn không được lại đi chỉ trò tần trọng hải không biết đang nói lời khó nghe gì tần trọng hải thấy hai người dây dưa kéo dài lúc này cười nói với sát kim ồ tới lần này là hạng người mọi ngựa hoang sao sát kim là cái gì chứ tại sao không dám qua đây đánh một trận chẳng lẽ là sợ bồn tướng sát kim thấy tần trọng hải khinh thường mình như thế thoáng chốc hai mắt sáng người hừ một tiếng nặng nề tần trọng hải gãi đầu gãi tai rốt ruột nói người muốn đánh thì mau lại đây lão tử ta uống rượu đã say khướt đang muốn tìm người để đánh một trận thỏa thích sát kim thấy bộ dạng tần trọng hải vô lễ liền vươn tay đẩy tứ vương tử ra rồi nhảy lên ngựa, xông về phía trước. Tần Trọng Hải cười to mấy tiếng, cũng bỏ vào rượu rồi lên ngựa nhìn chừng chừng vào đối thủ, thúc ngựa chạy như bay lao tới sát kim. Hai người cưỡi ngựa tới gần, sát kim kia còn cách xa mấy trượng, ai ngờ ngựa của Tần Trọng Hải dừng bước lùi về phía sau, mũi thở phì phò. Tần Trọng Hải dừng suốt nghĩ thầm. Lý Vân Truy này theo ta 7-8 năm đánh khắp chiến trường Nam Bắc, chưa? bao giờ thấy nó sợ hãi như hôm nay, sao lại vậy? Y liền khom lưng xuống nói với con ngựa. Ngựa tốt à, chốc lát giết xong người này, ta sẽ mời ngươi uống rượu. Con ngựa rất có linh tính, nghe lời chủ nhân liền đứng thẳng bất động, chỉ là bộ dáng vẫn đầy sợ hãi, hình như sát kim nọ là quái thú ăn thịt người. Sát kim nhanh chóng tới gần, thần uy lẫm lẫm đứng ở phía trước. Người này mặt vuông đỏ như gấc chín, bộ râu đen nhánh dài ba tấc, ánh mắt đoan chính sáng người. Có thần, lại nói binh khí của sát kim cũng rất là kỳ, là một thanh đại mã đao dài 20 tấc, lưỡi đao rất dài như được ghép từ các mảnh. Trên lưng còn đeo hai thanh cương đao lớn cũng dài 5 tấc. Trên người mang theo ba thanh trường đao như vậy, thật không biết sẽ vận dụng như thế nào. Tần Trọng Hải thấy diện mạo thần thái người này rất kỳ lạ, thầm nghĩ. Tướng mạo của người này không giống người Tây Vực, không biết là nhân sĩ phương nào. Y đang ngạc nhiên thì nghe sát kim quát. Tiểu tử to gan, nói chuyện thật ngông cuồng, mau mau xương tên ra. Không ngờ đối phương nói được tiếng Hán, Tần Trọng Hải sừng sốt hỏi lại. Người biết tiếng Hán, chẳng lẽ cũng là người bồn quốc? Sát kim không đáp mà đánh giá Tần Trọng Hải trên dưới vài lần. Tần Trọng Hải cười nói. Mới khen ngươi không phải hạng man di, đã có ai cho ngươi vô lễ ở đây? Sát kim nghe lời lẽ vô lễ thì hừ một tiếng, hai mắt lóe lên thần quang, một tay giơ đại đao, vù một tiếng mãnh liệt bổ tới đầu tần trọng hải. tần trọng hải thấy đối phương dùng một tay xuất đao, trước ngực lộ ra sơ hở thì cười nói: muốn chết nhanh vậy sao? ánh lửa lóe lên, y sử xuất công lực hỏa tham đao tầng thứ bảy, một chiêu tham hỏa bôn đằng như một con rồng lửa nhằm ngực sát kim chém tới. sau chiêu phát sau mà đến trước, đao của sát kim còn chưa bổ tới đầu tần trọng hải thì đao của y sẽ chém đối phương thành hai đoạn trước. Sát kim thấy thì gật đầu tựa hồ khen ngợi, liền thu đao dơ trước ngực đón đỡ chiêu tham hỏa bôn đằng. Tần trọng hải mừng rỡ nghĩ thầm. Trong đao của ta xúc tích công lực hùng hồn, bá đạo dị thường, người thường tiếp đao không chết ngay thì cũng trọng thương, xem ra thắng bại đã phân. Chỉ là khi xong đao sắp va chạm thì thấy sát kim kia hít vào một hơi, thanh mã đại đao kia không hiểu sao bỗng tách ra thành các mảnh, mỗi mảnh hóa thành một lưỡi đao mãnh liệt bắn tới mặt tần trọng hải. Tần Trọng Hải hoảng hốt. Không kịp suy nghĩ, theo bản năng chờ mình xuống ngựa mới tránh được những lưỡi đao ma quái kia bay tới. Tần Trọng Hải lăn trên mặt đất, lập tức bật người đứng dậy, chăm chú nhìn kỹ thì thấy cây đại đao kia đã biến thành 12 lưỡi đao nhỏ, chúng được nối với nhau bằng một sợi xích sắt, thì ra là một vũ khí thần diệu, chẳng trách biến hóa quỷ dị như thế. Chiêu thức này linh động giống như cây roi 24 khúc của bất trì kính đức, luận độ sắc bén khẳng định ngang với côn tam khúc của Nguyễn Gia Hồ Nam, quả thực là binh khí vô cùng lợi hại. Sát kim rung tay lên, 12 đoạn. Cường đao kia kêu một tiếng rồi hợp lại, biến thành cây đại mã đao như cũ, lạ thường khó hiểu nhưng uy lực của nó quả thực dũng mãnh. Tần trọng hài quát, dựa vào binh khí quái lạ thì có gì mà hay, xem hỏa tham nhất đao của ta đây. Y không nhảy lên ngựa mà điểm hai chân phi thân qua. Vù một tiếng nâng đao chém tới đỉnh đầu của sát kim, chính là thức thứ năm trong hỏa tham nhất đao, ngọn lửa bùng lên bốn phương tám hướng bao phủ đỉnh đầu đối phương. Bên trái bên phải, trước ngực cùng chỗ. Hiểm tứ phía đều bị công tới, bất luận ngăn cản thế nào cũng có thể bị chúng chiêu. Sát kim lại như chẳng biết chỗ của lợi hại đau này, chỉ dơ đại đao lên bảo vệ đầu. Tần trọng hải thấy chiêu thức đối phương quá sơ sài, tự tin đau này tất chúng, nghĩ thầm. Người thủ được đỉnh đầu nhưng không thủ được những nơi khác, xem ta chém đứt vai trái của ngươi một đao chém xuống muốn phế đi vài trái sát kim, mắt thấy máu sắp chảy tay sắp đoạn, chỉ nghe, keng, một tiếng, đại đao kia lại chia thành 12 khúc. Đao, những khúc ở giữa chấp động liên tục ngăn cản đao của tần trọng hải. Những lưỡi đao còn lại chia ra vô thanh vô tức đâm tới tần trọng hải từ phía sau. Tần trọng hải cảm nhận được kình đao cấp bách, vội quay đầu thì thấy các lưỡi đao chỉ cách người ba thước. Trong lòng chấn động, y muốn thu đao về đỡ nhưng đã không kịp, vội giơ tay trái cầm vỏ đao ngăn cản. Các lưỡi đao của sát kim vừa ngắn lại vừa công kích ở cư ly gần nên lực đạo không đủ mạnh, vỏ đao trên tay vừa đủ để đỡ thế công. Song phương va chạm vào nhau, chợt nghe cách một tiếng. 12 đoạn đao, chấn động mạnh một cái, lại hợp thành một thanh đại đao như cũ, phương vị của đại đao bổ tới vẫn không thay đổi nhưng lực kình trên đao thì lớn gấp bội. Tần Trọng Hải thấy chiêu thức của sát kim biến hóa khôn lường, mặt không còn chút máu cuốn quýt sơ đau lên đỡ. Rắc một tiếng giòn giã vang lên, một luồng nội lực hùng hồn mạnh mẽ đánh tới khiến Tần Trọng Hải bay ra xa. Tần Trọng Hải té xuống mặt đất, vỏ đao trên tay gãy chỉ còn một nửa, sát kim chém tới thì y vội vàng thoát đi. Chỉ thấy cát bụi bay lên, mặt đất nơi y vừa ngã ban nãy bị bổ một cái rãnh sâu. Tần Trọng Hải thấy không địch nổi sát kim, thì xoay người chạy trốn. Sát kim lên ngựa đuổi theo, hét to tướng địch đã bỏ trận, toàn quân sung phong. Đám phản quân hô to một tiếng, nhuệ khí đại trấn, thiên quân vạn mã lao lên trên đồi muốn chém giết một trận. Tần Trọng Hải thấy sát kim đuổi theo thì chạy càng như điên. Sát kim hô to một tiếng, đại đao lại biến thành 12 đoạn chém tới phía sau y. Tần Trọng Hải dùng lực uốn người, miễn cưỡng tránh thoát khỏi sát chiêu của sát. Kim, theo sau gào lên một tiếng, con ngựa vân lý truy nghe tiếng kêu của chủ nhân liền phóng tới. Tần Trọng Hải vẫn khinh công bước nhanh đến, chân trái dẫm lên yên muốn lên ngựa, sát kim thu đao rồi 12 đoạn đao bay về phía trước, mãnh liệt bổ tới mắt ca chân Tần Trọng Hải, nếu chiêu này trúng thì chân của y sẽ bị chặt bỏ một đoạn. Đối mặt nguy hiểm, hai tay Tần Trọng Hải đặt lên yên ngựa, dụng lực bay vọt lên lưng ngựa, vút một tiếng nhẹ nhàng hạ chân xuống, đao kia không làm thương tổn được y. Tần Trọng Hải khó khăn tránh được một đao dưới chân, lại nghe sát kim cười. Lạnh một tiếng, vậy tay đem 12 khúc đao trở lại như cũ, cầm đại đao đâm thẳng vào bụng Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải đang trên lưng ngựa, thấy chiêu thức linh hoạt khó tránh thì vỗ vào lưng ngựa, đồng thời quát to. Chạy mau, chạy mau. Còn ngựa vân lý truy vốn là thần mã, nghe chủ nhân thúc giục thì bốn vó bay lên, nhanh chóng lao vọt đi, đao kia liền chọc vào khoảng không bên cạnh người Tần Trọng Hải, thật là mạo hiểm. Sát kim thấy Tần Trọng Hải liên tiếp tránh được tuyệt chiêu của mình thì ngạc nhiên, quá to. Giỏi, đúng là thần mã. Trong khi quát thì vẫn thúc ngựa theo truy sát. Đạt bá nhi hãn cùng thừa tướng đứng trên gò núi thấy sát kim kim đà bại tần trọng hải. Lúc này lại dẫn quân vào tới trận địa bên mình thì biến sắc, nhất thời không biết phải làm sao. Vân Lý truy chạy thật mau lẹ, không bao lâu đã đến gần gò núi. Tần Trọng Hải quay đầu thấy sát kim cũng tới rất nhanh. Còn cách chỉ khoảng 20 trượng, sắc mặt người này độc ác, xem ra không giết y thì không từ bỏ. Tần Trọng Hải sợ đối phương lại dùng độc chiêu, liền kêu lên: "Cho người bắn cung." Quân binh nghe lệnh, hơn ngàn tiễn thủ hiện ra, Tần Trọng Hải quát to: "Bắn tên." Một trận mưa tên bắn tới sát kim, sát kim kinh hãi, không ngờ Tần Trọng Hải còn có tuyệt chiêu cứu mạng này, vội vàng múa đao che chắn, đao nhanh đến nước hắt không lọt. Người này có thể đỡ màn mưa tên xem ra võ công quá mức thần kỳ. Chỉ là động tác đã hơi chậm để cho Tần Trọng Hải thừa dịp chạy lên gò đất. Tần Trọng Hải mới an toàn, lại nghe có tiếng chém giết nổi lên trên gò núi, lúc này quân của tứ vương tử cũng đã tới. Tần Trọng Hải vội kêu lên. Toàn quân nghe lệnh, bảo hộ Phiên Vương cùng Hà đại nhân mau rút về Ngọc Môn Quan. Vũ Nhạc Sinh vội truyền lời cho thừa tướng, lúc này thừa tướng đã sợ đến mặt không còn chút máu, vội vàng kêu lên. Toàn quân lui đến Ngọc Môn Quan. Khách lạt suy thân vương nghe thì là người chạy đi đầu, sau đó là Hà Đại Nhân. Hô to, cứu mạng, ai tới cứu ta? Hai vạn quân loạn thành một đống, cuống quyết chạy khỏi gò đất. Tần Trọng Hải thấy quân phản nghịch sắp lên, xoay người xuống ngựa quát. Đội cung thủ tiễn lùi lên chỗ cao, lập trận tam giác mà bắn. Ý đích thân đứng trên chỗ cao, giờ thiết cung bắn tên đầu tiên. Chỉ thấy mũi tên phút chốc xuyên qua hạ sát hơn 10 tên phản quân cả ngàn cung thủ di chuyển lên chỗ cao chia làm ba đội. Một đội, đứng bên cạnh bảo vệ tần trọng hải, hai đội khác đóng bên trái và bên phải gò núi, phân ra ba hướng chính là tam giác liên xạ. Chỉ thấy tiễn thủ ba phương đồng thời công kích, tiếng dây cung vang lên vùn vùn, tên bay như mưa, tuy chỉ ngàn người nhưng uy lực lại như thiên quân vạn mã. Quân tiên phong của địch tiến lên bị chúng tên rớt xuống ngựa. Tiên phong chết thảm hại, thế công bị tắc nghẽn, tứ vương tử cả kinh nói, Sát kim, người mau nghĩ biện pháp đi. Ai ngờ sát kim quát lại. Người đừng ra lệnh cho ta. Tứ vương tử lạnh lùng nói. Sinh tử của khả hãn còn trên tay ta, người có nghe lệnh ta chăng? Sát kim quát một tiếng, giơ đạo đao lên quát. Đi theo ta. Đám quân sĩ đi theo phía sau, chỉ thấy đại đao trên tay sát kim tách ra thành 12 khúc, múa may liên tục như một cái khiên đón đỡ vô số cung tên bay tới phản quan thi nhau lao lên gò núi truy sát đám người. Mắt thấy sát kim võ nghệ phi phàm sắp phá giải tam giác liên xả thủ trận, tần trọng hải không còn chiến ý, hô to. Toàn quân lui lại, xuất phát về ngọc môn quan. Lúc này khách lạt suy thân vương đã dẫn quân đội chạy không thấy bóng dáng. Tần trọng hải thấy quân của mình đã chạy được vài dặm, lúc này mới dẫn đám tiễn thủ đồng loạt lên ngựa phóng điên cuồng mà chạy. Tứ vương tử kêu lên. Quân đâu, đuổi theo, không được buông tha một tên nào. Quân phản loạn liên tục hò hét, nhằm hướng ngọc môn quan đuổi theo. Sói. Chương 6 tấm lòng trung nghĩa. Anh hùng chí tác giả tôn hiểu. Quyển năm hành trình sang tây chương 6 tấm lòng trung nghĩa hồi một. Lại nói lư vân đang leo lên đỉnh núi, nghe phía dưới vang vọng tiếng chém giết thì quay đầu nhìn ra xa xa, hắn thấy binh mã tần trọng hải bắt đầu tháo chạy thì cả kinh, không biết đã xảy ra chuyện gì chợt nghe phía dưới có người hô quát. Lư Vân nhìn xuống đã thấy bốn gã phiên tăng leo lên tới gần, xem ra võ công đám này không kém. Hắn liền ra sức bò lên, bỗng bên cạnh rít lên tiếng gió. Một người vọt lên thật nhanh, không ngờ nhảy lên đột kích. Lư Vân thấy phiên tăng này tay cầm loan đao, dường như võ công rất cao cường, công phu khinh công càng giỏi thì trở nên hoảng sợ. Phiên tăng kia tay bắt lấy vách đá, nhìn công chúa ngủ trong lòng Lư Vân thì trên mặt lộ vẻ tả lại tươi cười nói. Tiểu nương tử kia thật động lòng người, chẳng trách tứ vương tử muốn bắt sống nàng, hì hì. Hắn cười to mấy tiếng, liền giơ đao chém tới ít hầu lưu vân. Loan đao nọ vô cùng sắc bén, nếu trúng chiêu, không chỉ ít hầu đứt gãy mà sợ rằng đầu thân sẽ chia lìa hai nơi. Lúc này toàn thân lưu vân trên không, bằng sức lực năm ngón tay phải nắm chặt một góc đá, gió lớn trong khe núi thổi tới khiến hai chân hắn lắc lư, tình thế đầy hung hiểm mắt thấy phiên tăng dơ đao bổ tới, Lưu Vân biến sắc, không biết né tránh thế nào. Đang cuốn quyết thì đao nọ còn cách cổ chỉ vài tấc. Lưu Vân cắn răng một cái buông năm ngón tay ra, thân thể mất lực đỡ liền rơi xuống, loan đao nọ xẹt qua. Trên đầu hắn chém vào vách đá, chỉ nghe một tiếng chát chúa, hoa lửa tóe ra khắp nơi, có thể nói hung hiểm đến cùng cực. Lưu Vân rơi xuống cốc sâu tất ngã thành thịt nát, bất quá hắn còn pháp bảo cứu mạng nên không chút hoang mang hai tay bám lên vách núi trơn trượt, hắn hít sâu phát động nội lực, thi triển, vô tuyệt tâm pháp, phát ra lực hấp dính, thế rơi liền có xu hướng dừng lại. Bỗng nghe một tiếng gào rú, một gã phiên tăng bò lên từ bên trái, người nọ không thèm để ý an nguy công chúa mà giơ đao chém tới hai tay Lưu Vân, chiêu thức âm độc muốn đánh hắn rớt xuống vách núi. Lưu Vân giật mình thì chân trái, khẽ đá ra, chiêu phát sau nhưng tới trước, đá trúng ngực phiên tăng nọ. Phiên tăng trúng một cước, thân hình bắn ra xa, mắt thấy đối phương sắp sớt xuống cốc sâu. Lư Vân thở ra một hơi nhẹ nhõm, đang muốn bỏ lên thì thân thể phiên tăng kia lại không rớt xuống, nhoáng lên một cái giữa không chung rồi bay ngược trở về. Lư Vân cả kinh, không biết đối phương làm thế nào mà được như vậy, vội nhìn lại thì thấy trên người phiên tăng có buộc một sợi dây thừng, đầu trên cột một tảng đá thò ra ở trên cao, dựa vào dây thừng mới quay lại dễ dàng. Phiên tăng cười lạnh một tiếng, quát. Chạy đi đâu? thân mình khẽ động lại dây đu bay về phía lư vân thanh loan đao trên tay người này chợt lóe chém tới tay trái lư vân lư vân chỉ tay phải bám chặt vào vách núi tay trái rút ra loan đao cướp được ra đỡ đòn của phiên tăng chỉ nghe choang một tiếng thanh thúy hai đao giao nhau phiên tăng nỏ kêu lên chúng tay trái lư vân lập tức bị rạch một vết chém máu tươi đầm đìa thật đau đớn lư vân nóng lòng đánh trả hắn hét lớn một tiếng Dơ đao bổ vào hông phiên tăng nọ. Phiên tăng lại dùng sức đạp chân vào vách núi, thân mình hơi ngừng rồi bay ra, tránh thoát đao của Lưu Vân. Lại nghe một tiếng cười lạnh, thân mình phiên tăng nhoáng lên lần nữa bay trở về, lần này dơ đao chém xuống đầu Lưu Vân. Lưu Vân vội vàng đón đỡ, hai đao động nhau, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị phiên tăng chém vào đầu vai. Hắn đỡ trái thì hở phải đầy vất vả, mỗi lần đánh trả thì phiên tăng kia liền đu dây bay ra xa dễ dàng né tránh. Ngược lại Lưu Vân không thể di động, bị đánh khó mà hoàn thủ, không thể duy trì được lâu. Lúc này gã phiên tăng bò lên sớm nhất kia cũng học theo đồng bọn, dùng dây thường cột chặt thân mình rồi tụt xuống. Hắn gào lên một tiếng, mãnh liệt phi thân đến cạnh Lưu Vân. Chỉ thấy ánh đao chật lóe. lúc này Lưu Vân đang gấp rút đỡ thế công của phiên tăng bên trái, mắt thấy bên phải lại là một đao bổ tới, biết phải ngăn cản thế nào. Hắn hét thảm một tiếng, sau lưng chúng đau khiến máu tươi bắn tung tóe. Một mình chống hai phiên tăng, tính mạng rơi vào vòng nguy hiểm. Công chúa vốn đang ngủ, lúc này nghe Lưu Vân kêu thảm thiết thì bừng tỉnh, thấy hắn chúng đau, trên thân máu chảy không dứt, trái phải đều có phiên tăng hung hãn đánh tới, nàng cuống quyết hỏi. Ngươi làm sao vậy, có bị thương nặng lắm không? Lưu Vân cắn răng nói. Ta không sao. Đang trả lời thì trái phải đều có đau tới, Lưu Vân phải dụng cả tay chân. Chân trái đá ra, tay phải vung đao mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Công chúa thấy phía dưới là vách núi vạn trượng, hai bên là sài lang hổ báo. Với tính tình kiên định của nàng mà lúc này cũng hoảng sợ, không chịu nổi kêu lên. Làm sao bây giờ, chúng ta cứ như vậy mà chết sao? Lư Vân đang né tránh tới lúc nguy cấp, làm sao có thể đáp lời nàng, trong lúc phân tâm thì trên lưng lại trúng thêm một đao, máu tươi nhuộm đỏ áo ngoài. Công chúa sợ tới hai mắt đẫm lệ lưng tròng vội chia bàn tay trắng nõn vừa nhỏ vừa dài vòng qua ngực ôm lấy Lưu Vân, dùng hai tay chặn miệng vết thương trên lưng đối phương, như sợ hắn đổ máu quá nhiều mà chết đi. Mắt thấy tình thế nguy cấp, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống vách núi, Lưu Vân thầm nghĩ rằng. Ta hộ giá bất lực, chết còn chưa hết tội, chỉ là công chúa thân phận tôn quý, há có thể chết ở chỗ này. Nhớ tới lời căn dặn của Liễu Ngang Thiên, bất luận thế nào cũng phải giữ được của tánh mạng công chúa, giờ phút này chỉ cần nàng không chết sau này sẽ còn cách cứu ra tâm niệm của lưu vân vừa thông cúi đầu nhìn công chúa nói công chúa điện hạ còn áp đấu nữa thì sợ rằng hai ta cùng chết ở chỗ này không bằng tạm thời đầu hàng còn có một con đường sống công chúa lắc đầu ta không muốn những người này tàn nhẫn hung bạo ta dù chết cũng không chịu nhục lưu vân không muốn công chúa uổng mạng nơi đây vội khuyên công chúa điện hạ có cái chết nhẹ như lông hồng, lại có cái chết nặng như thái sơn. Người nhẫn nhịn một thời gian, ngày sau triều đình chắc chắn cứu người ra. Khuất nhục tạm thời, có gì mà chịu không được. Công chúa cũng biết tình thế nguy cấp. Nhất thời trầm ngâm không quyết. Lưu Vân thấy nàng không đáp thì tưởng rằng nàng đồng ý đầu hàng, lập tức kêu lên với hai gã phiên tăng. Các ngươi dừng lại, chúng ta đầu hàng. Hai gã phiên tăng liếc mắt nhìn nhau, tai nghe đối phương đầu hàng thì lộ vẻ vui mừng một gã phiên tăng kêu lên. Đương nhiên có thể đầu hàng, có điều chúng ta chỉ giữ công chúa ở lại. Trước tiên ngươi phải nhảy xuống cốc tự sát. Thì ra hai gã phiên tăng này kiêm kỵ võ. Công lợi hải của Lưu Vân, sợ bị lật lỏng trá hàng, liền bắt hắn phải tự sát để phòng ngừa quỷ kế. Lưu Vân nghe vậy sừng sốt, thầm nghĩ. Hai người này thật là tàn nhẫn, không giết ta thì không cam tâm, chẳng lẽ. Chẳng lẽ ta thật sự phải nhảy xuống. Không chút công danh như vậy đã chết sao? Lúc này thoáng nhớ lại một bóng hình duyên dáng, trong lòng chợt dâng lên nỗi niềm đau xót, thầm nghĩ. Ông trời hỡi, ngay cả can đảm đối mặt nàng một lần ta cũng không dám, làm sao? Có thể chết vô danh ở Tây vực này, ta không cam tâm, ta thật không cam lòng. Lư Vân chua xót trong lòng, công chúa thấy sắc mặt hắn đầy vẻ thê thảm, liền hỏi. Làm sao vậy, bọn họ sao lại không động thủ nữa? Lưu Vân nghe âm thanh ôn nhu kia liền tỉnh táo lại. Hắn nhìn khuôn mặt mềm mại của công chúa, thầm nghĩ. Bây giờ nếu ta không tự sát, chỉ có nước hại nàng cùng chết thảm. Lưu Vân a à, Lưu Vân, hỏi thế gian này có ai mà không phải chết? Trước mắt một mạng đổi một. Mạng, chỉ cần có thể bảo toàn tánh mạng của công chúa, ta chết ở chỗ này cũng đáng lắm. Tâm niệm như vậy đã có ý muốn chết, hắn liền thấp giọng nói. Công chúa điện hạ, thần đã giảng hòa cùng bọn chúng hy vọng người có thể chịu được tạm thời đầu hàng công chúa cả kinh nói muốn ta đầu hàng còn ngươi thì sao lư vân đưa mắt nhìn vách núi sâu thăm thẳng cười khổ một tiếng lắc đầu nói thần sẽ có chỗ khác để đi công chúa xin đừng lo lắng hắn biết công chúa trời xanh nhân từ liền không nói rõ sự tình chỉ là công chúa đã thấy thần sắc khác thường của hắn khi trước đoán rằng còn sự tình gì giấu giếm mình thì kinh nghi bất định chợt nghe một gã phiên tăng hô to. Con mẹ nó, ngươi mau nhảy xuống, còn kéo dài cái gì? Hắn sợ Lưu Vân không hiểu lời của mình, liền nói bằng hán ngữ. Công chúa nghe vậy liền biết Lưu Vân lấy tính mệnh ra đặt cược, lúc này cả kinh. Kêu lên, không thể như vậy, Lưu tham mưu, ngươi quyết không thể đồng ý với bọn hắn. Tính tình của nàng nhân từ, xem trọng nhân mạng của bá tánh trăm họ, nghe hai gã phiên tăng muốn bức bách Lưu Vân tự sát, không nhẫn nại được liền ngăn cản. Lư Vân không để ý tới lời của công chúa, hướng sang hai gã phiên tăng kêu lên: Được, ta đồng ý với ước định của các ngươi, ta sẽ nhảy xuống dưới. Có điều sau này các ngươi phải đối xử tử tế với. Công chúa, nếu không ta thành quỷ cũng không buông tha các ngươi. Hai gã phiên tăng cười nói: Ngươi yên tâm đi, tứ vương tử có lệnh phải bắt sống nàng trở về, ai dám hại thánh mạng của nàng hai người cố ý chân an công chúa, giờ phút này đều trả lời bằng hán ngữ. Công chúa nghe Lưu Vân cùng bọn chúng giàn xếp ổn thỏa, nhất thời hoảng sợ lắc đầu liên tục, Lưu Vân lại như không biết cử chỉ của nàng, kêu lên. Một lời đã định, ta đem công chúa đưa. Qua, các ngươi cẩn thận đón lấy. Hắn dùng tay trái nắm chặt phách đá, tay phải nới lỏng dây buộc. Mắt thấy Lưu Vân muốn giao bản thân ra, công chúa lớn tiếng kêu lên. Tham mưu Lưu Vân nghe chỉ. Lời lẽ của nàng tràn đầy uy nghiêm, Lưu Vân không khỏi sửng sốt, hỏi: "Công chúa có gì sai xử?" Công chúa lạnh lùng nói: "Ngươi nghe cho rõ, bổn cung tình nguyện ngã chết dưới vách núi vạn. Trưởng, cũng không nguyện làm tù binh của tặc tử, nếu ngươi giao ta ra, ngươi ngươi sẽ là gian thần phản quốc." Lư Vân thấy nàng ngoan cố thì ho khan một tiếng, thấp giọng nói: "Công chúa điện hạ, đây là việc sinh tử, há lại tầm thường?" nếu khăng khăng không hàng, chỉ sợ chúng ta sẽ cùng ngã xuống vực sâu vạn trượng, chết thảm không nói nổi, người không sợ sao. Công chúa lại như không nghe, chỉ không chớp mắt chăm chú nhìn đôi mắt của Lưu Vân, chậm rãi nhưng đầy kiên quyết nói. Người hãy nghe cho kỹ, bổn cung dù, chết cũng không hàng, nếu người giao ta ra, ta lập tức đập đầu vào vách núi tự sát. Bổn cung xưa nay nói được làm được, lúc này một gã phiên tăng đã không còn kiên nhẫn, quát các ngươi nhanh một chút, đừng lề mà lề mề ở nơi này. Khuyên can không được, Lưu Vân thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn công chúa, mắt thấy nàng khẽ gật đầu, bộ dạng không chút nào e ngại, xem ra quyết tâm dù chết cũng không hàng. Hắn đã rõ tâm ý công chúa, đành thấp. Giọng nói, nếu công chúa có ý quyết một trận tử chiến, chúng ta liều mạng đánh cược với bọn chúng một lần. Công chúa nghe hắn có mưu kế thì mừng rỡ, thấp giọng hỏi lại. Như thế nào, Lư Vân nói nhỏ. Công chúa yên tâm, hết thầy cứ chờ ở ta. Hắn ngẩng đầu lên, cao giọng kêu lên với hai gã phiên tăng. Công chúa đồng ý rồi, các người có thể đón lấy nàng. Gã phiên tăng bên phải nghe răng cười nói. Tiểu tử này diễm phúc thật không nhỏ, lại có thể ấp ấp ôm ôm với công chúa một hồi, mụ Mộ nội nó mau nhảy xuống đi. Lư Vân kêu lên. Được, hắn giả cách cởi dây lưng rồi đưa chân đạp vào vách núi, thân mình bật ra như muốn giao người tới, có điều tay phải thủ. Thế muốn chụp lấy dây thường trên người một gã phiên tăng. Công chúa thấy mình đang ở không trung cao vạn trượng thì kinh hãi đến tim đập loạn, vội nhắm mắt cắn răng. Phiên tăng nỏ cười nói. Người cẩn thận, đừng làm công chúa ngã. Người này đầu óc không lanh lợi, lại không thấy dụng ý lừa gạt của Lưu Vân, còn đưa tay tới đón công chúa. Lư Vân tận dụng thời cơ, giơ chân hết sức đá một nhát, vừa vặn trúng ngực phiên tăng nọ, khiến đối phương miệng. Phun máu tươi, xương cốt đứt gãy mà chết đương trường, còn lưu lại vẻ mặt không hiểu vì sao mà chết. Lưu Vân đang cố tóm lấy dây thừng, lại nghe một người quát. Quân lừa đảo vô sỉ, đi chết đi. Tiếng vừa dứt, cảm giác trên lưng đau đớn do chúng một cước rất mạnh. Lưu Vân xoay mình quay đầu giữa không trung, thì ra là phiên tăng còn lại nhân cơ hội ám toán. Lưu Vân rơi vào tình huống nguy cấp thì quát to một tiếng, bất kể đau đớn sau lưng mà liều lĩnh đánh trả một trường. Bục một tiếng vang nhỏ, bàn tay hắn đặt giữa đỉnh đầu phiên tăng, trường lực phát động đánh vỡ thủ cấp của phiên tăng nọ, phiên tăng giống lên thảm thiết như không sống được nữa. Lư Vân vươn tay phải chạm vào dây thừng, nằm ngón tay đang định túng chặt, ai ngờ phiên tăng kia vô cùng dũng mãnh, lúc này dù đã vỡ đầu nhưng vẫn hổ giống một tiếng, điên cuồng cười nói. Mọi người cùng chết chỉ thấy phiên tăng nọ điên cuồng đá ra một cước trúng ngay bên hông Lưu Vân, một luồng lực đạo mạnh mẽ truyền đến khiến hắn bắn ra ngoài. Thân giữa không, chung, Lưu Vân không còn chỗ bám vúi liền ngã xuống từ độ cao vạn trường. Cái chết trước mắt, bất giác trong lòng Lưu Vân buồn bã. Trong khoảnh khắc này, tất cả chuyện lớn nhỏ trong đời như tái hiện lại một lần. Một thân lang bạt kỳ hồ phiêu bạt tứ hải, giờ đây lại chết ở chỗ này. Nhớ tới ân sinh thành của phụ mẫu, lại nhớ Nhung Tôi Cố tiểu thư, trong lòng đau khổ khôn kể, nước mắt muốn trào ra. Đúng lúc này, Lưu Vân cảm thấy thân thể bị siết lại bởi một vòng tay mềm mại, thì ra Ngân xuyên công chúa dùng sức ôm lấy hắn. Trong lòng vừa động, hắn mới nghĩ tới nàng. Ai, vừa rồi nếu công chịu chịu nghe lời khuyên, lúc này đã không chết cùng ta. Lưu Vân cảm thấy cả hai đã không còn đường sống, cúi đầu nhìn công chúa thì thấy một đôi mắt to đẫm lệ đang ngước nhìn hắn vẻ mặt của nàng lại rất kỳ lạ, dù sắp chết nhưng không có hề sợ hãi kinh hoàng, ngược lại còn chấn định hơn cả hắn. Lưu Vân than nhẹ một tiếng, chỉ trách võ công bản thân thấp kém hộ giá bất lực, khiến công chúa phải cùng chết với hắn, thật sự có lỗi với liễu đại nhân. Hai người cấp tốc rơi xuống, Lưu Vân nói khẽ bên tai công chúa. Công chúa điện hạ, thần tội đáng chết vạn lần, xin lỗi người, ta nguyện kiếp sau làm thân châu ngựa báo đáp. Công chúa ôm hắn thật chặt, ôn nhu nói. Người đừng nói vậy, người đối với ta thật tốt, nhiều phen vào sinh ra tử cùng ta, nếu đôi ta có kiếp sau, hãy để ta hồi báo cho người mới đúng. Nói xong đem đầu áp lên lồng ngực hắn, nhắm mắt chờ đợi cái chết. Lưu Vân không biết an ủi nàng thế nào, chỉ cảm thấy thân thể vù vù rất xuống, máu huyết toàn thân mãnh liệt dồn lên đầu làm. Cho hắn muốn hôn mê, sói. Chương 6, tấm lòng chung nghĩa. Anh hùng trí tác giả, tôn hiểu. Quyển 5, Hành trình sang Tây. chương 6, Tấm lòng trung nghĩa hồi 2. Người dịch, Forep 3 r alone Liền tại khoảnh khắc sinh tử này, chợt thấy một gã phiên tăng đang ngửa lưng bám víu trên vách núi, Lư Vân mừng rỡ kêu lên. Chúng ta được cứu rồi. Hắn đưa tay trai trào tới phiên tăng, nhờ vậy thế rơi chậm lại. Phiên tăng nọ lại bị một luồng lực đảo truyền qua đành bay. Xuống vực sâu, Lưu Vân thừa dịp thân hình thoáng ổn định, liền hét lớn một tiếng đồng thời chia tay phải chụp tới một mấu đá trên vách. Lúc này lực rơi vẫn rất mạnh, nằm ngón tay ma sát vào đá khiến máu tươi tóe ra, móng tay lại lật lên đau thấu tâm phổi nhưng hắn vẫn cắn răng cố bấu víu hai tay, rốt cục ổn định được thân hình. Làn ra nơi lòng bàn tay bị hủy hết, lúc này thế rơi mới ngừng. Chợt nghe phía dưới có tiếng la hét, thì ra gã phiên tăng vừa bị Lưu Vân đánh cấp tốc rơi xuống, chúng vào tên còn lại đang leo lên lư vân vội vươn tay che hai mắt công chúa chỉ nghe bình một tiếng tên thứ hai hét lên một tiếng bi thảm vỡ toang óc cả hai đồng loạt rơi xuống vực sâu lư vân thấy thân ảnh hai gã phiên tăng biến mất dưới cốc nghĩ rằng công chúa không còn chứng kiến cảnh tượng thảm thiết thì mới rút tay trở về hắn thở dài nói nhờ phúc của công chúa điện hạ chúng ta lại từ cõi chết trở về nói xong lau mồ hôi trên trán cúi đầu thì thấy đôi mắt đẹp của công chúa cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, đều lộ ra sự sung sướng khó tả. Công chúa nhìn Lưu Vân, che miệng khẽ cười nói. Lưu tham mưu thật khách khí, có lẽ chính là người phúc lớn mạng lớn, bổn cung nhờ vào hồng phúc của ngươi mới đúng. Từ lúc rời kinh tới nay, Lưu Vân chưa bao giờ thấy nàng vui vẻ thế này, nghĩ đến vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng nhịn không được mà cười ha hả. Hắn đang cười, chợt nghe công chúa nghiêm mặt nói. Lư tham mưu, sau này nếu gặp tình huống một mạng đổi một mạng. Bổn cung, tuyệt không cho ngươi tự ý hành sự, rõ chưa? Âm giọng khẽ run rẩy như rất không đồng tình với hành động vừa rồi của Lư Vân. Lư Vân dùng mình, vội nghiêm mặt nói. Vì thần tuân lệnh công chúa. Hắn không dám cười nữa, liền bám vào vách núi mà leo lên. Leo một hồi thì Lư Vân cảm giác năm đầu ngón tay tê dại, khí lực toàn thân muốn thoát sạch, chỉ sợ nửa đường chống đỡ không được mà ngã xuống vách núi. Lúc này hắn liều mạng cắn răng ra sức, mà leo lên, sau nửa canh giờ đã tới đỉnh núi nhưng tay chân đã thoát lực. Hắn hét lớn một tiếng, tụ một tia lực đạo cuối cùng nhảy mạnh lên một vùng bằng phẳng trên đỉnh. Lên đỉnh núi, Lưu Vân thoát lực té ngã trên đất như đã chết. Công chúa cả kinh hỏi. Ngươi làm sao vậy? Nàng vừa kinh vừa sợ, vội cởi dây buộc giữa hai người rồi nâng Lưu Vân dậy chỉ thấy thân thể hắn đầy máu tươi, chúng đến 10 đao, sau lưng cắm hai mũi tên, móng tay nơi năm đầu ngón tay phải đã thoát ra, thảm không kề xiết. Công chúa thấy thì chấn động trong lòng, rơi lệ nói. Ngươi, ngươi vì ta mà bị thương thành như vậy, bổn cung biết làm sao báo đáp. Lư Vân gắng gượng phủ phục trên đất, nói. Thần Lưu Vân Phụng chỉ hộ giá, muốn chết không từ. Công chúa chưa nói những lời này, như thế thực là muốn giết tiểu nhân hắn chống người dưới đất muốn gượng dậy lại cảm thấy các vết thương toàn thân đau đớn khó chịu giống như lửa đốt rốt cuộc chịu không được thân mình chậm rãi ngã ra cuối cùng hôn mê bất tỉnh công chúa kích động trong lòng chỉ thấy trên đỉnh núi này không cây không cối ngoài đá là đá thì không còn thứ gì nàng một thân đơn độc lại không rõ y lý châm cứu thực không biết cứu hắn thế nào công chúa vội la lên lư tham mưu ngươi gắng lên nói xong liên tục lay thân thể Lưu Vân nhưng hắn đã hôn mê, sao có thể nghe lời của nàng. Lưu Vân nằm trên đất, không biết qua bao lâu thì sau lưng truyền đến một trận đau nhức khó tả. Hắn bừng tỉnh, theo bản năng bật dậy rồi vung trường về phía sau, bỗng nghe một tiếng la nhỏ duyên dáng, chính là thanh âm của công chúa. Lưu Vân kinh hãi vội rụt tay lại, quay đầu thì thấy công chúa tay cầm thanh loan đau nọ, đang chăm chú quan tâm nhìn hắn. Lưu Vân ồ một tiếng cả kinh, hỏi. Công chúa, người, người làm cái gì vậy? Công chúa mỉm cười, dơ một nửa mũi. Tên lên nói, nơi này không có người, nếu ta không chỉ thương cho ngươi, ai sẽ tới giúp ngươi đây? Đầu mũi tên máu chảy đầm đìa, chính công chúa rút ra thay hắn. lư Vân thấy công chúa có thân phận tôn quý, không ngờ lại ra tay chỉ thương cho hắn. Cảm động trong lòng thì gắng quỳ trên đất bái lại. Thần thân phận thấp hèn, há có thể để công chúa làm việc tầm thường này. Lưu Vân tội đáng muôn chết, xin người đừng như vậy. Nói xong dập đầu không dứt, bộ dáng đầy sợ hãi. Công chúa khẽ lắc đầu, nói. Nếu không sơ cứu, người sẽ không sống được tới ngày mai. Nàng chậm rãi đi tới, đưa tay vuốt nhẹ trên lưng Lưu Vân, nói. Người đừng cử động, để ta giúp người băng bó vết thương. Lưu Vân co rụt thân mình, run giọng nói. Thần không dám nhờ công chúa khi chưa cứu giá khẩn cấp, hắn đã hành xử có nhiều chỗ quá phận, dù trước thiên quân vạn mã vẫn ung dung. Ngược lại lúc này bốn bề vắng lặng, hắn lại kinh hãi sợ phạm vào quy củ. Công chúa thấy Lưu Vân né ra, mới biết người này rất bảo thủ, lắc đầu nói. Nếu ngươi chết, ai sẽ bảo hộ bổn cung? Người muốn ta cô độc một người để tạc tử làm nhục sao? Lưu Vân kinh hãi, lại trên mặt đất nói. Thần không dám. Công chúa đưa tay qua, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng hắn, ôn nhu nói. Một khi đã như vậy, người đừng cựa mình nữa. Lưu Vân thấy công chúa một lòng chữa thương cho mình, không tiện tự tuyệt liền cúi đầu nhỏ giọng nói. Thần đa tả công chúa. Công chúa tìm được vị trí mũi tên cắm sâu vào thịt, lúc này dùng sức nhổ ra. Lư Vân cắn răng bất động nhưng toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Công chúa lại từ trong lòng lấy ra một cái khăn, nhẹ nhẹ lau mồ hôi cho hắn khăn lau thơm ngát, lúc trước trong tâm của Ngân Xuyên đầy mâu thuẫn, sợ vi phạm lễ giáo nên không lấy ra. Lúc này nàng không chút nghĩ ngợi, thuận tay lau mồ hôi Lưu Vân. Sự biến chuyển này, ngay cả bản thân nàng cũng không chú ý tới. Lưu Vân biết rõ việc này không ổn, sợ hãi nói. Ân sâu của công chúa, thần Lưu Vân muôn chết cũng khó báo đáp. Công chúa mỉm cười nói. Muôn chết khó báo ân sao? Người thật, có thể chết một vạn lần sao? Lưu Vân nghe trong lời công chúa có ý trêu chọc, vội đáp. Tí trước xuất thân thấp hèn, hôm nay có thể được công chúa yêu ái, chết cũng không từ. Công chúa thấy miệng Lưu Vân đầy lời lẽ quan trường, khi thì xương hạ thần, lúc thì xương chức, không dám bỏ lễ nghi của triều đình, nàng mỉm cười nói. Người nói chuyện văn vẻ như vậy, bộ dáng cũng hào hoa phong nhã, sao không đi thi trạng nguyên, lại làm tham mưu cho tần tướng quân. Lưu Vân ho nhẹ một tiếng, đang muốn trả lời thì công chúa đột nhiên nói. Cẩn thận, ngón tay dùng sức lôi một mũi tên khác ra, Lưu Vân đau quá kêu to ở Mỹ. Công chúa cả kinh nói. Xin lỗi, ta xuống tay quá nặng, khiến ngươi đau quá. Lưu Vân tự biết mình thất thố, vội nói. Thần nhất thời không kìm được, mong công chúa thứ tội. Công chúa lắc đầu nói. Vì sao nam tử trên thế gian đều hiếu thắng như vậy, nếu ngươi đau đớn thì cứ hét to đây là chuyện bình thường sao phải gắng nín nhịn lư vân thấp giọng nói trước thánh giá thần không dám la lối yếu đuối như vậy sao có thể bảo hộ công chúa chu đáo công chúa lại cười nói không phải hôm qua ngươi quát to trước thiên quân vạn mã của khách lạt suy thân vương sao khi đó ngươi có thể la lớn lúc này sao lại không được khi trước đại đội nghinh thân của khách lạt suy thân vương hung hăng càn quấy Lưu Vân phụng mệnh Hà Đại Nhân đến dâng tiếp, mới thét lớn để hạ nhuệ khí của đối phương, không ngờ công chúa cũng để ý điều này. Lưu Vân hắng giọng một tiếng, nói. Khi đó thần thấy đại quân ngoại tộc hung hăng, sợ thân vương vô lễ với công chúa, tình thế cấp bách nên đành làm liều, không như hiện tại. Công chúa mỉm cười, xé khăn tay băng. Bó vết thương cho Lưu Vân, lại hỏi. Ta nghe người nói tiếng hồi khá lưu loát, người học khi nào? Lưu Vân nói thần ở trên đường rỗi rãnh đến nhàm chán, liền theo các nhạc vũ sinh học vài câu. Công chúa ồ một tiếng, gật đầu nói. Ừm, người mới học một tháng đã nói lưu loát như vậy, thực không đơn giản. Trong lời nói đầy sự khâm phục, Lưu Vân nghe mấy câu trên của nàng cũng dùng. Tiếng hồi, còn thông thuận rõ ràng hơn hắn thì lấy làm lạ là hỏi. Thì ra công chúa Điện Hạ nói tiếng hồi rất tốt. Công chúa thấy Lưu Vân đầy mặt kinh ngạc, gật đầu cười nói lúc trước ta chưa rời kinh sớm đã học qua loại ngôn ngữ này có điều ta không thông minh như lư tham mưu một tháng liền có thể thuộc lòng ta học đến nay đã nửa năm lư vân gật đầu là hoàng thượng yêu cầu công chúa học sao công chúa thản nhiên nói đúng thế sau này ta sống ở hán quốc chẳng lẽ không học ngôn ngữ của người lư vân nghe lời này ẩn chứa tâm sự nhớ tới việc nàng bị gả đi để cầu hòa với phiên bang trong lòng chợt dâng lên sự đồng cảm. Công chúa thấy Lưu Vân nhìn mình với vẻ thương hại, liền lắc đầu cười nói. Sau khi xuống núi, ngươi đừng nói với ai là ta biết tiếng hồi, để khi ta ở trong hoàng cung Hãn Quốc, giả cách không. Nghe hiểu những cung nữ cùng đại thần kia nói chuyện, những người này không đề phòng thì có thể lộ ra không ít chuyện hay, nghĩ đến thật là thích thú. Nàng lại le lưỡi, lộ ra nét tinh nghịch trẻ thơ. Lưu Vân chỉ thấy vẻ mặt công chúa luôn luôn uy nghiêm, lúc này thấy nàng như một cô nương nhỏ thì sừng sốt, thầm nghĩ. Kỳ thật niên kỳ của công chúa rất trẻ, nhìn bộ dáng của nàng chỉ hơn cố tiểu thư chừng 2 tuổi mà thôi. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn thủy chung. Coi nàng như một nữ nhân chín chắn, chưa từng nghĩ tới nàng còn trẻ như thế. Công chúa thấy hắn ngẩn người, liền hỏi. Người đang nghĩ gì vậy? Lưu Vân vội đáp. Trước mặt công chúa, thần đâu dám nghĩ vẩn vơ. Công chúa mỉm cười, không hỏi thêm mà chỉ nhẹ nhàng lau miệng vết thương trên lưng Lưu Vân. Hắn thấy nàng băng bó nhẹ nhàng thành thạo, hỏi. Công chúa điện hạ, trước kia người. Từng giúp người khác chỉ thương sao? Công chúa gật đầu. Trước đây, mấy đệ đệ bướng bỉnh của ta mỗi khi bị thương, không dám để phụ hoàng biết thì đều tới tìm người tỷ tỷ là ta, muốn ta giúp chúng băng bó. Nàng nhìn miệng vết thương của Lưu Vân, than nhẹ một tiếng có điều ta chưa từng thấy qua vết thương nặng như vậy, hy vọng ngươi sẽ sớm lành. Lưu Vân thấy vẻ mặt nàng đầy ôn nhu hỏa ái, trong lòng cảm động liền nói. Công chúa Điện Hạ, nhân phẩm cao quý như người, thật sự không nên giả cho người để nghị hòa. Công chúa ồ một tiếng, hỏi. Lư tham mưu sao lại nói lời này? Lư vân lắc lắc đầu, thở dài. Thế gian này, người phú quý phần lớn nham hiểm vô tình, tâm địa tốt như công chúa thì mười không gặp được một người lại phải gả cho ngoại tộc ai kể ra cũng lạ vì sao lần này hoàng thượng cố tình chọn người chẳng lẽ không ai có thể thay thế sao lời này tuy có chỗ không ổn nhưng từng câu từng chữ đều xuất phát từ tâm phế công chúa nghe thì đôi mày thanh tú chợt nhíu chặt thật lâu không nói lời nào lư vân thấy thần sắc của nàng không vui thì hoảng sợ cúi đầu không dám nói thêm gì qua thật lâu sau công chúa khe khẽ thở dài nàng băng bó tốt vết thương đi ra trước mặt Lưu Vân nhẹ giọng nói. Lưu tham mưu, ta phụng chỉ hòa thân vốn là cam tâm tình nguyện, không cần tuyển chọn hoặc thay mặt hay không thay mặt. Sau này người chưa có nhắc lại, biết. Chưa. Lưu Vân nghe lời của nàng đầy vẻ trịnh trọng, vội nói. Thần nhất thời lỡ lời, xin công chúa tha tội. Nói rồi hắn đến một góc nghỉ tạm, không dám lắm lời vì sợ công chúa lại nổi giận. Qua một lúc, công chúa thấy sắc mặt Lưu Vân ngưng trọng, chợt hỏi han. Lư Tham Mưu, ngươi tức giận sao? Lư Vân đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe nàng hỏi thì mở hai mắt cả kinh nói. "Công chúa tha mạng, thần thân là cấp dưới, chỉ sợ làm công chúa nổi giận, đâu có lý dám giận công chúa." Công chúa nghe hắn tự trách, hòa nhã nói: "Kỳ thật vừa rồi không phải ta nổi giận với ngươi, chỉ là ngươi nói vậy như là ta không cam lòng, nếu truyền ra ngoài, người khác lại nghĩ hoàng thượng không tốt, cho nên ta hy vọng ngươi đừng nhắc lại, biết không?" lư vân nghe nàng nhắc tới việc cung đình tự biết không nên nhiều lời vội đáp tiểu nhân hiểu công chúa gật đầu nói kỳ thật vì chuyện hòa thân lần này trong công thực không thoải mái gì mấy vị công chúa đùn đẩy cho nhau không một ai chịu đi ta thấy tiếp tục như vậy trung quy không phải việc hay ho ta thân là trưởng nữ của hoàng thượng chỉ có đi đầu tiếp lấy trách nhiệm trọng đại này nàng nói tới đây thì thở dài ai nếu bổn chiều có thể lớn mạnh hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu. Lưu Vân nghe ra công chúa cũng bất đắc dĩ, liền thở dài nói. Vâng, nếu năm ấy hoàng thượng ngự giá thân trinh không thất bại, công chúa Điện Hạ cũng không cần đi thành thân nghị hòa. Công chúa ừm một tiếng, gật đầu nói. Người biết cũng không ít, ngay cả chuyện ngự giá thân trinh mà cũng rõ ràng. Lưu Vân nói. Thần nghe Liễu Hầu Gia nói lại. Công chúa nghe ba chữ Liễu Hầu Gia thì trầm ngâm một lát, nhẹ giọng hỏi. Liễu hầu ra, người nói là liễu ngang thiên sao? lư Vân nghe nàng gọi thẳng tục danh của đại thần như có điểm vô lễ, có điều nhớ tới nàng chính là công chúa đương triều. Bá quan văn võ cả triều đều là thần tử của nàng, nàng gọi thẳng tục danh cũng không có gì lạ, đành nhẹ giọng nói. Chính là liễu, liễu đại nhân, công chúa thở dài một tiếng, nói. Năm xưa thánh thượng thân trinh thì ta còn chưa sinh ra, đáng thương bá phụ của ta anh minh thần võ lại băng hà nơi tiền tuyến, để lại gánh nặng xã tắc cho phụ hoàng ta." "Ai?" Lư Vân ngạc nhiên hỏi. "Bá phụ, công chúa nói. Phụ hoàng ta là đệ đệ của Tiên hoàng Võ Anh đế, Võ Anh hoàng đế đương nhiên là bá phụ của ta." Lư Vân tỉnh ngộ, lập tức gật đầu liên tục. Chỉ nghe công chúa sâu kín thở dài. "Phụ hoàng kế vị khi mới 18 tuổi, khi đó quốc gia bấp bênh, tiên đế bị gian thần hãm hại, may có phụ hoàng đứng ra chủ trì cục diện, bằng không thế nước nguy cấp, giặc tới dưới thành, thật không hiểu ngày nay triều đình sẽ ra sao. Lư Vân gật đầu nói, năm ấy là khả hãn giã tiên vây quanh kinh sư và vùng lân cận, hoàng thượng thật là anh hùng đại nhân đại dũng, mới tiếp được trách nhiệm to lớn này. Công chúa mỉm cười, nói, lời này của ngươi là thật tâm sao, sao lại giống kiểu a ruôn nịnh hót. Lư Vân đỏ mặt lên, vội phân bua. Điện hạ minh giám, thần đọc sách thánh hiền là để làm gì? Sao dám làm việc vô sỉ này? Công chúa cười cười nói. Được rồi, ta biết là ngươi trung tâm. Nếu không như thế, mới vừa rồi. Mới vừa rồi sẽ không bán mạng theo ta. Nàng nói tới đây thì gương mặt thoáng ửng hồng, liếc nhìn Lưu Vân một cái, không ngờ chậm rãi cúi đầu. Lưu Vân thầm nghĩ. Xem bộ dáng của công chúa còn chưa hết hoảng sợ, chi bằng nghỉ ngơi một phen. Lập tức cúi người nói công chúa điện hạ đã mệt nhọc cả ngày xin nghỉ ngơi một lát công chúa ngẩng đầu lên nhìn lại lưu vân bốn mắt chạm vào nhau lưu vân thấy ánh mắt tràn đầy quan tâm kia thầm nghĩ ngân xuyên công chúa quả nhiên yêu dân như con quan tâm che chở cho hạ thần ta xả thân vì người như thế cũng không uổng công chúa lại lấy khăn tay ra lau chán hắn ôn nhu nói người mất máu quá nhiều nên nghỉ ngơi sớm nhanh đi lưu vân vâng dạ một tiếng đi đến vách đá ngồi xuống vận công dưỡng thần chậm rãi rơi vào cảnh giới lòng không tạp niệm lúc này vô tuyệt tâm pháp được phát động nội lực thâm hậu lưu truyền khắp châu thân chỉ một thoáng tứ chi đã có cảm giác đỡ hơn lần này ngoại thương tuy nặng nhưng nội lực lại không hề hư hao vận hành thông suốt không trở ngại công chúa thấy lưu vân vận công nghỉ ngơi điều dưỡng cũng ngồi xuống nghỉ tạm khắp nơi tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió núi gào thét công chúa nhìn ánh nắng chiều như ẩn như hiện nhớ tới vận mệnh bếp bên ngày sau của mình không biết còn cơ hội trở lại trung thổ hay không thì lòng đầy tâm sự kỳ thật lần này không phải nàng mà là ấu muội ngọc ninh công chúa sang tây mới phải mẫu thân của tiểu công chúa này là nhan quý phi sớm đã thất sủng trước mặt hoàng đế ngọc ninh lại không qua thân cận cùng hoàng thượng do đó đem gả cho ngoại tộc thì trong cung cũng không có gì đau lòng chỉ là nhan quý phi suốt đêm cầu khóc ngân xuyên công chúa hy vọng nàng có thể xin hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban. do là ngọc ninh còn quá trẻ, ngân xuyên không đành lòng để muội muội tha hương, liền xin với hoàng đế để nàng thay thế ngọc ninh đi hòa thân. chỉ là không thể tưởng nổi hôn sự tốt đẹp biến thành một hồi tranh đấu thế này. đang miên man nghĩ ngợi, chợt thấy lư vân lảo đảo đứng lên, nàng vội tiến về phía trước đỡ lấy hắn. không phải bảo ngươi nghỉ sao? tại sao đứng dậy? lư vân nói thần đã phục hồi nhiều, không còn gì đáng ngại. Công chúa điện hạ một ngày không thể không ăn uống, xin đợi thần đi kiếm cái ăn cho người. Nói xong liền cầm loan đao, muốn đi quanh đỉnh núi tìm đồ ăn. Công chúa sợ hắn bị thương nặng di chuyển khó khăn, vội nói. Người muốn đi săn thú sao? Vậy ta đi cùng ngươi. Vừa rồi hai người cùng trải qua đại nạn sinh tử, công chúa không còn xem hắn như người xa lạ. Nàng vốn tiện lương, lúc hoạn nạn này đã có cảm giác gắn bó đối với lư vân lư vân tự biết lúc nguy nan đã có nhiều cử chỉ không ổn giờ phút này hai người đã bình an vô sự há có thể có hành động nghịch loạn thêm lúc này lắc đầu nói việc nhỏ này sao dám phiền công chúa xin nghỉ ngơi thần tự đi tìm cũng được công chúa đang định nói nữa thì lư vân đã xoay người rời đi chỉ thấy hắn đứng lên rồi chậm rãi lùi vài bước lúc này mới xoay người hành động thật kính cẩn hoàn toàn khác với lúc dưới vách núi. Công chúa thấy bộ dáng câu nệ của hắn, đột nhiên chợt cười thầm. Người này lúc thì gan lớn trùm trời, lời của ta mà cũng dám làm trái. Lúc này lại thật cẩn thận như rất sợ ta, thật là kỳ lạ. Nghĩ tới cảnh cửu tử, tử nhất sinh dưới vách núi vừa rồi, tim nàng bỗng đập thình thịch. Dường như vẫn còn đó cảm giác cánh tay rắn chắc kia vòng qua hông, đem nàng ôm chặt vào trong ngực hắn. Sói! Chương 6, tấm lòng trung nghĩa. Anh hùng chí tác giả Tôn Hiểu. Quyển 5, hành trình sang Tây chương 6, tấm lòng trung nghĩa hồi Ba Người dịch: forest 3 alone Lư vân nào biết tâm sự trong lòng công chúa. Lúc này toàn thân tuy đau đớn nhưng phận thần tử khó có thể nghỉ ngơi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc trời sắp tối liền tiến ra mép đá. Từ trên đỉnh núi quan sát, hy vọng thấy chỗ đóng quân của Tần Trọng Hải. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy nơi nơi sương khói mịt mù những đám mây vùng núi như đang bồng bềnh uốn lượn đúng là cảnh đẹp mênh mang nhưng không thấy quân mã của tần trọng hải ở đâu lư vân yêu sầu thầm nghĩ không biết tần tướng quân lui binh đến nơi nào nếu muốn thoát hiểm nhất định phải tìm được bọn họ trong lòng nghĩ cách thoát khỏi nơi đây chỉ là tình thế trước mắt đầy khó khăn dưới chân núi là quân địch tập hợp trên đỉnh núi lại không cây không cối thật sự không biết trốn ở đâu hắn thở dài một tiếng tạm thời đành đi săn thú lấp đầy bụng rồi tính sau lư vân vác đao đi quanh thấy một bầy gà tuyết thì mừng rỡ phi thân tới bắt tuy mang thương thế nhưng thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn liền bắt được hai con hắn tìm cỏ khô nhóm lửa nướng thịt ngay tại chỗ qua hơn một năm bôn ba bán mì lúc này kỹ thuật chế biến đồ ăn của hắn đã khá cao minh nhớ tới con gà dành cho công chúa thì dụng tâm mà nướng chỉ một lúc sau con gà tuyết chín tới hương thơm tỏa ra bốn phía làm người thèm nhỏ dãi. Lưu Vân xé nửa con gà tuyết, liền quay người đi tìm công chúa. Thấy nàng đang ngồi ở một góc như có điều suy nghĩ. Hắn sách đồ nướng đến trước người công chúa, quỳ xuống nói. Công chúa điện hạ, thỉnh người dùng bữa. Hai tay hắn dâng thịt gà nướng thơm ngào ngạt, bộ dạng thật là cung kính. Công chúa nghe thanh âm, trên mặt chợt ửng đỏ rồi cúi đầu như có tâm sự. Lưu Vân đang cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất nên không thấy thần sắc của nàng, chỉ dơ thịt gà tuyết lên nói. Điện hạ, gà đã được nướng chín, người mau ăn đi. Công chúa đưa tay tiếp lấy, mùi thịt thơm phức sông vào mũi. Nàng thấy bốn phía cho trọi hoang vắng, xem ra Lưu Vân vì kiếm đồ ăn cho nàng đã tốn khá nhiều công sức. Nàng nhìn vào hai mắt Lưu Vân, ôn nhu hỏi. Lư tham mưu, vì sao ngươi đối với ta tốt như vậy? Lưu vân nghe thì kinh ngạc ồ một tiếng, Hắn chỉ biết thân mình là phận thần tử, công chúa là trời là Phật, há có thể không đối tốt với nàng. Nàng hỏi vậy khiến hắn sững sờ tại trận, qua thật lâu sau mới đáp: "Phụng dưỡng công chúa chính là bổn phận của hạ thần, đâu có phân tốt xấu gì." Công chúa nghe hắn bình ổn đáp lời thì chỉ ưng một tiếng rồi cúi đầu, một lát muốn hỏi thêm nhưng ấp úng nói không thành lời. Lư Vân thấy công chúa im lặng, nghĩ rằng bản thân mình nói quá mức mơ hồ khiến nàng khó mà hiểu được liền quỳ gối kính cần nói. Khởi bẩm công chúa Điện Hạ, thần tử phụng dưỡng chúa thượng chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Thần vốn là hạng bình dân áo vải, may nhờ liễu đại nhân cùng tần tướng quân đề bạt mới có thể dốc sức trong quân. Trước khi đi liễu đại nhân từng đích thân dặn dò, rằng quyết không thể công chúa bị tổn thương. Thần có ơn tất báo, dù mất mạng cũng không dám để công chúa bị thương chịu nhục. Xin công chúa đừng để tâm. Ngân xuyên công chúa nghe hắn nói một thôi một hồi, đều là không phụ nhờ vả, tận trung với chức trách, không biết làm sao tâm trạng nàng lại dầu dĩ không vui. Nàng nhìn xung quanh với vẻ kích động, nửa ngày không nói gì. Lư Vân thấy thần sắc bất định của công chúa, tưởng rằng nàng vẫn còn sợ hãi quá độ, liền hắng dọn một tiếng nói. Công chúa điện hạ, thịt gà để nguội sẽ không ngon, xin người mau dùng đi. Công chúa tay cầm nửa con gà tuyết nhưng không mở miệng ăn, tựa hồ như đang nhập tâm suy nghĩ điều gì. Qua một lúc chợt nghe nàng lên tiếng. Lư tham mưu, ta muốn hỏi một chuyện, hy vọng ngươi nói thực tâm. Thành âm run nhẹ nhẹ, tựa hồ việc này khá quan trọng với nàng. Lư vân nghe nàng nói trịnh trọng như vậy, vội đáp. Điện hạ mời nói. Công chúa nhìn hắn không chớp mắt, hỏi. Lư tham mưu, nếu người phụng mệnh đến tây vực thành thân nghị hòa lần này, không phải ta mà là muội tử Ngọc Ninh. Công chúa của ta, ngươi người cũng liều chết như vậy bảo hộ nàng sao? Lưu Vân thấy vẻ mặt công chúa kích động như đang chờ đợi cái gì, trong lòng liền nghĩ. Tình thế hiện tại khẩn trương, xem vẻ mặt công chúa hẳn trong lòng còn sợ hãi. Ta nên giúp nàng an tâm lại mới phải. Hắn lập tức gật đầu nói. Công chúa nói không sai, bất kể là vị công chúa nào thành thân, thần đều toàn lực bảo hộ, tuyệt không dám lười biếng. Công chúa nghe lời này, đột nhiên khuôn. Mặt thanh tú cúi thấp, Lệ Châu trong mắt nhỏ xuống, thấp giọng nói. Như vậy, như vậy bất kể là Ngọc Ninh hay Ngân Xuyên, đối với người đều không có khác biệt, phải không? Lưu Vân gật đầu nói. Đúng vậy, công chúa nào cũng là ái nữ của Hoàng thượng, đối với thần đều tôn quý như nhau. Lời này vừa ra khỏi miệng hắn, trên mặt công chúa lập tức hiện vẻ âm u, khuôn mặt đang thoáng ửng hồng liền chuyển sang tái nhợt. Nàng quay đầu đi, thấp giọng nói. Tốt lắm, Ngươi trung tâm với triều đình như thế, ngày sau chắc chắn hoàng thượng sẽ khen thưởng ngươi. Bỗng dưng mi mắt nàng đỏ lên, hai hàng lệ lại rớt xuống. Lưu Vân thấy thì nghi hoặc trong lòng, không biết mình đã nói sai điều gì. Hắn thấy công chúa vẫn cầm con gà tuyết, liền nói: Công chúa, gà để lạnh ăn không tốt, xin người mau dùng bữa. Chỉ thấy công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Ta không đói bụng, ngươi ăn trước đi nói rồi đem con gà tuyết trả lại cho Lưu Vân, sau đó xoay người bỏ đi. Lưu Vân sửng sốt ngừng đầu, không biết vì sao cô công chúa thiện lương này tự nhiên hành sự kỳ quái như thế, nhớ tới lời dặn của liễu đại nhân thì vội đi theo, khuyên. Ngọc thể của công chúa tôn quý, không thể một ngày không ăn, nếu gà tuyết này không hợp khẩu vị của người, thần sẽ đi bắt thỏ. Công chúa vẫn không để ý đến hắn, bước. Đến một góc núi rồi nhìn xuống dưới, thần thái có vẻ lạnh lùng. Lư Vân ngây ngốc tại trận, thầm nghĩ, rốt cuộc nàng làm sao vậy, ta đã nói sai điều gì sao? Hắn ngẫm lại những gì mình đã nói, tự hỏi không thấy có chỗ bất ổn thì khẽ lắc đầu. Lúc này chiến sự nguy cấp, người người lo âu không thôi, tính tình công chúa lại trở nên khó hiểu khiến hắn không biết làm sao cho phải. Lư Vân dùng cành cây xiên gà, đến trước mặt công chúa nói: "Thần để thịt gà ở lại chỗ này, nếu người thấy đói bụng thì hãy dùng bữa." nói rồi cắm cành cây có con gà tuyết xuống dưới đất. Công chúa lại như không thấy, chỉ nhìn về vách núi dưới sâu, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một trận gió rét thổi tới, Lư Vân chợt thấy toàn thân lạnh run. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy màn đêm đang buông xuống, mây mù dày đặc. Địa thế nơi này rất cao, đêm đông sẽ rét cam cam. Hắn có nội công thâm hậu cũng chưa chắc chịu được, huống hồ là vị công chúa lá ngọc cành vàng kia. Lưu Vân liền tìm kiếm chỗ chú đêm, hy. Vọng yên ổn qua đêm nay, qua gần nửa canh giờ, sắc trời đã tối hẳn, Lưu Vân cao trèo thấp trên các vách núi, tìm kiếm trên dưới cuối cùng thấy một huyệt động bên dưới một vách đá lớn, đủ để cho công chúa che mưa tránh tuyết. Lưu Vân mừng rỡ nhưng vẫn sợ bên trong có dã thú, liền cầm đao sông vào xem xét. Trong động hoàn toàn không có bóng dáng vật lạ, cũng không có mùi hôi của phân thú, lúc này hắn mới an tâm nhóm lửa đốt cỏ khô, xử lý trong ngoài động sạch sẽ một lần hắn biết công chúa từ nhỏ đã quen sống nhung lụa nên cố gắng chuẩn bị chỉ sợ nàng không thể thích nghi hắn dọn dẹp một hồi đến khi trong động có ánh lửa ấm áp mới đi mời công chúa vào động nghỉ tạm đi tới thì thấy công chúa vẫn ngồi ở vách đá thịt gà vẫn ở dưới đất chưa từng động qua lúc này đã đóng thành băng lưu vân tiến về phía trước hỏi điện hạ sao không ăn một chút nếu ngọc thể bất ản Xin cứ sai khiến một tiếng. Thần có biết qua y lý, có thể chỉ giúp công chúa. Hắn nghĩ đến đêm nay sương gió rất lạnh, chỉ hy vọng công chúa đừng bị trúng gió, nếu không với tình hình trước. Mắt, thật là hỏa vô đơn chí. Công chúa lắc lắc đầu, bộ dạng đầy cô đơn thấp giọng nói. Ta không có bệnh, ngươi đừng lo lắng. Lưu Vân thấy tinh thần của nàng sa sút như vậy thì trong tâm tự trách, quỳ xuống nói. Thần tội đáng muôn chết không thể săn sóc công chúa chu đáo lại khiến công chúa lo âu khó có thể khoan dung xin công chúa trách phạt công chúa thở dài thấp giọng nói đi cùng chưa lâu nhưng ngươi đã nói qua không biết bao nhiêu lần tội đáng muôn chết bao nhiêu lần không thể tha thứ ngươi thực sự có sai lầm nhiều như vậy sao ta lại là người dễ dàng tức giận vậy sao lưu vân không dám lên tiếng chỉ gật đầu đồng thời trong miệng vâng dạ liên tục công chúa lại thở dài sắc mặt bình tĩnh như thường thản nhiên hỏi tần tướng quân đã trở lại chưa bổn cung muốn xuống núi lư vân dập đầu nói khởi bẩm công chúa giờ phút này quân giặc thế lớn quân ta phải tạm thời rút lui có lẽ tần tướng quân trở vào biên quan cầu viện đến khi đại quân tụ họp tất sẽ khởi binh tới cứu giá thần nghĩ công chúa chắc phải nghỉ thêm vài ngày trên đỉnh núi chờ viện quân công chúa khẽ gật đầu lại không nói thêm gì lư vân nói phía trước không xa có một sơn động có thể chống lại gió rét thần đã quét tước sạch sẽ thỉnh công chúa qua đó nghỉ ngơi liền muốn tiến lên nâng công chúa dậy đã thấy nàng co thân mình tránh qua rồi tự đứng lên lư vân dẫn công chúa tới sơn động lúc này tuyết lại rơi dày hơn hai người tăng nhanh cước bộ ai ngờ công chúa bị trượt chân lư vân vội vươn tay ra đỡ tránh để nàng bị ngã bàn tay hai người chạm nhau thân mình công chúa đột nhiên chấn động, bàn tay nhỏ bé vội vàng rụt về, nhanh chóng tránh ra. Lư Vân lấy làm lạ, cúi đầu đã thấy công chúa làng tránh ánh mắt của hắn. Hắn cảm thấy nghi hoặc, không biết vì sao nàng trở nên như vậy nhưng không dám truy vấn. Hai người tới cửa động, Lư Vân chỉ vào trong, nói. Chính là động này, xin công chúa tạm thời chịu khổ mấy ngày, chỉ là bên trong còn sơ sài, thần sợ người ở không quen ngân xuyên công chúa im lặng không nói chậm rãi đi vào trong động chỉ thấy trong này được quét dọn sạch sẽ ánh lửa sáng lên vách tường ấm áp như mùa xuân so với bên ngoài rét căm thực là khác biệt nàng thấy lư vân dốc lòng quan tâm đến mình thì cảm động định khen một câu nhưng nhìn sang lại thấy hắn đứng một bên với vẻ kính cẩn thoáng chốc trong lòng nàng lại dâng lên một trận buồn bực đành ngồi xuống cúi đầu trầm ngâm lư vân nói xin công chúa nghỉ tạm một lúc thần lại đi chuẩn bị đồ ăn cho người công chúa lắc đầu nói không cần ta không thấy đói lư vân thấy công chúa lòng mang tâm sự nặng nề không muốn làm phiền liền nói vậy thần xin cáo lui trước xin công chúa nghỉ ngơi chỉ một lúc sau hắn đã nướng lại con gà rồi đặt ở cửa động chuẩn bị cho công chúa khi cần thì dùng thấy mọi chuyện thỏa đáng mới dám ra ngoài nghỉ ngơi đêm khuya buông xuống hai người một ngoài động một trong động đều có tâm sự riêng lư vân canh giữ ở cửa động nhìn ánh lửa bên trong thì suy nghĩ tâm tư của công chúa thật là kỳ lạ lúc trước đối mặt sinh tử nàng cũng không sợ hãi hiện nay bình an vô sự tại sao nàng bỗng trở nên bi thương buồn bã như vậy thực làm cho người ta khó hiểu nghĩ một hồi nhưng thủy chung hắn vẫn không rõ nguyên do trong cơn gió lạnh ngân xuyên công chúa một mình trong động lặng lẽ yêu sầu nàng nhìn ánh lửa đỏ ao, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng phồn hoa nơi kinh thành cùng thời gian này năm trước, trong từ cấm thành đã răng đèn kết hoa. Nàng cùng đám cung nữ bên cạnh vui vẻ ấm áp biết bao. Nào ngờ quang cảnh hiện tại lại thê lương, bản thân nàng lẻ loi một mình tránh trong sơn động hoang vắng. Ngày mai còn không biết sinh tử ra sao, nàng nhìn chiếc vòng ngọc trên tay, đột nhiên nhớ tới mẫu thân hiền diệu, trước khi nàng đi người còn ân cần dặn dò. Cảnh tượng hai mẫu tử ôm nhau khóc thoáng chốc tràn ngập trong lòng. Nàng tự biết lần này rời cố quốc, chỉ sợ đến chết già nơi tây vực cũng không thể gặp lại mẫu thân một lần. Nhất thời trong tâm bi thương, nước mắt trào ra. Công lực của Lưu Vân cao cường, hắn ngồi ngoài động nghe thấy tiếng nước nở, biết công chúa đang rơi nước mắt thì trong lòng lo lắng, liền đến cửa động xem xét. Lưu Vân thấp giọng kêu lên. Công chúa điện hạ, người vẫn khỏe chứ? Thần Lưu Vân đến Vân An. Một hồi lâu không thấy công chúa hồi. Đáp, Lưu Vân không biết lúc này nàng thế nào, chỉ sợ nàng bị lạnh ngất vội xông vào trong động vào trong chỉ thấy công chúa gục đầu vừa gường đá mới làm tạm tấm lưng ong kia run rẩy phập phồng thấp giọng mà khóc lư vân kinh hãi vội vàng tới nói điện hạ làm sao vậy có gì không thoải mái sao công chúa thấy hắn vào thì vội lau nước mắt thấp giọng nói ta không sao người đi nghỉ tạm đi lư vân thấy con gà nướng kia vẫn ở dưới đất chưa động một miếng lập tức nói Công chúa, người không ăn không ngủ như vậy, ngọc thể bất an khiến Ti trước thực lo lắng. Công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Người còn lo lắng nữa làm gì? Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ bị quân giặc bắt được, đến lúc đó sống không bằng chết, chi bằng đêm nay chết ở chỗ này vẫn hơn. Lư Vân nghe nàng nói chuyện bi thương, như thế thì cả kinh, vội khuyên ngủ. Ngày ấy thần nghe công chúa nói, chỉ cần lão bá tánh có thể sống bình an mỗi ngày, công chúa dù hy sinh bản thân cũng đáng. Thần thực lòng khâm phục, tại sao lúc này công chúa lại tiêu cực như thế, giờ thần biết phải làm sao. Công chúa nghe thì không thể kìm được, nước mắt lại thánh thoát rơi. Ta, ta cũng không muốn như vậy. Lưu Vân thấy nàng khóc, muốn tiến tới vỗ về đầu nàng an ủi nhưng lại không có gan, hai tay trà sát vào nhau không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, Lưu Vân chấn động, thấp giọng nói. Có người đến, chắc chắn địch nhân đã lên núi. Xem ra đám phiên tăng chưa từ bỏ ý định, đã phái người lên núi lùng bắt. Công chúa nhớ tới đám phiên tăng hung ác kia thì biến sắc. Lưu Vân đưa chân dập tắt đống lửa, cầm đao rời động rồi lặng lẽ đi tới vách đá. Chỉ thấy một người thò đầu ra nhìn xung quanh đỉnh núi, phía sau còn có năm sáu người đang bỏ lên. Những người này, mặc y phục thị vệ, đều là thù hạ bên người tứ vương tử lư vân nấp ở vách đá mắt thấy người nọ đi tới thì đá mạnh một cước xương sườn nơi ngực đối phương kêu rắc một tiếng đã gãy tại trận thân mình bay ra xa chưa kịp kêu một tiếng đã bỏ mạng chợt nghe một gã thị vệ khác thấp giọng nói khác lạp nhi ngươi ở đâu vậy lư vân núp ở sau tảng đá lớn thấy người này hết nhìn đông tới ngó tây mới dám đi đến hắn lập tức phi thân nhảy ra một đao chém tới cắt đứt yết hầu đối Phương hai tay người nọ liên tục vung loạn nhưng thốt không nên lời, dãy ruột một trận rồi ngã xuống đất bất động. Lưu Vân kéo xác hắn qua, nhẹ nhàng thả xuống vách núi. Mấy người còn lại không thấy đồng bọn, đều thấp giọng kêu gọi. Chỉ là Lưu Vân phục ở nơi bí mật gần đó, nháy mắt lại giết thêm hai người theo phương pháp cụ đem xác bọn họ thả xuống vách núi. Lúc này trên đỉnh núi chỉ còn gã thị vệ cuối cùng. Lưu Vân thấy hai bên mạnh yếu rõ ràng không cần ẩn nấp mà xài bước đi ra, quát. Tên kia, sao dám tới đây chịu chết? Người nọ xoay mình mới thấy Lưu Vân, thoáng chốc kinh hoàng rung rọng. Ta, ta, ngươi, đừng giết ta, Lưu Vân liền quát. Đồng bạn của ngươi đều bị ta giết sạch, ném xuống dưới núi, ngươi đã biết chưa? Người nọ quỳ xuống khóc ròng nói. Xin đại gia tha mạng, gia đình tiểu nhân có già có trẻ, thật sự không thể chết được. Ngài tha cho ta đi. Lưu Vân dơ cương đao lên, đang định. Giết người nhưng thấy vẻ mặt người nọ sợ sệt hèn mọn. Hắn thấy không đành lòng liền hạ đao, thầm nghĩ. Xem ra người này cũng đáng thương, không bằng ta trói hắn lại, nhốt trong sơn động cũng được. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, giờ phút này đang trong tình thế hung hiểm. Nếu phân tâm trông coi thêm người này thì sẽ gặp thêm phiền toái. Tai nghe người nọ liên tục cầu xin, Lưu Vân Dơ đao vung lên, lắc đầu nói. Không được, Hai quân giao chiến, không phải ngươi chết thì là ta mất mạng. Người mau mau nhặt binh khí lên, chúng ta giao đấu một hồi. Người nọ khóc ròng nói, ta không phải là đối thủ của ngài, tha cho ta đi. Lư Vân thở dài, chỉ xuống vách núi nói, được rồi, một khi đã như vậy ta cũng không động thủ, tự ngươi nhảy xuống đi. Người nọ nghe thì càng khóc lớn, Lư Vân thấy hắn yếu đuối như thế, lắc đầu giơ đao định chém tới chợt nghe thanh âm của công chúa vang lên khoan đã lư vân quay đầu không ngờ công chúa đã đứng ở gần vách đá đang chăm chú nhìn mình lư vân vội khom người nói khởi bẩm công chúa người này là thích khách của tứ vương tử phái tới thần định xử tử hắn để tránh thêm phiền nhiễu công chúa nói người này cũng có phụ mẫu thê tử người không nghe hắn nói rất đáng thương sao lư tham mưu trời cao có đức hiếu sinh Người thả hắn đi đi. Người nọ nghe nàng nói thì như gặp được bồ tát sống, liều mạng phục lại trên mặt đất. Lưu Vân Hắng giọng một tiếng, lớn tiếng nói. Công chúa à công chúa, lúc này tình huống hung hiểm, không thể so với lúc có tần tướng quân hộ giá. Khi có đại quân đi theo bảo hộ, người tha mạng cho thích khách thì thần tuyệt không dị nghị. Chỉ là trước mắt hung hiểm vạn phần, người đừng nên yếu mềm. Hắn biết công chúa nhân từ, có điều giờ chỉ sơ ý một chút thì công chúa sẽ rơi vào tay giặc. Lư Vân nhớ tới chức trách trọng đại, tuyệt không thể để công chúa gặp nguy, trong lúc nóng vội nói chuyện có ý giáo huấn. Công chúa tức giận nói, bổn cung mặc kệ, ta muốn ngươi thả người này, ngươi lập tức thả ra cho ta. Lư Vân vừa sợ vừa giận, không biết nên làm như thế nào. Thị vệ kia liên tục khóc sòng nói, đa tả công chúa, đa tả công chúa, tiểu nhân mang ơn, ngày sau chắc chắn không dám tới xâm phạm nữa. Nói rồi hướng về Lưu Vân bái lại. Tiểu nhân biết sai rồi, cầu xin đại nhân rộng lòng tha cho một lần. Công chúa thấy hắn sợ hãi như vậy, liền mỉm cười đi về phía trước mấy bước, nói. Người không cần lo lắng, có bồn cung ở đây, sẽ không ai dám hại ngươi. Lưu Vân thấy công chúa tiến lên chỉ cách người nọ vài thước, vội lao tới cả kinh kêu lên. Tránh ra, không được tới gần hắn. Lời này chưa dứt, chỉ thấy thân hình người nọ nhoáng một cái mạnh mẽ nhảy lên dường như võ công rất tinh xảo lưu vân kinh hãi muốn ngăn trước mặt công chúa nhưng đã chậm một bước thoáng chốc người nọ đã bắt được công chúa ngửa mặt lên trời cười to đầy đắc ý lúc này công chúa sợ tới ngọc dung biến sắc dù nàng tu dưỡng hơn người cũng không nhịn được hét lên một tiếng lưu vân lấy tay giữ chán trong tâm chán nản không thôi hắn tự trách bản thân mình nhất thời mềm lòng không phòng bị lại để cho người đánh lén thành công hắn chỉ tay vào người nọ, quát lớn. Người mau mau buông công chúa ra, ta sẽ tha cho ngươi tội chết. Người nọ xì một tiếng khinh miệt, cười lạnh nói. Người còn dám lắm lời sao, hiện nay ai phải nghe ai, người tự rõ ràng cho lão tử một chút. Nói xong quay lại nhìn mặt công chúa, cười dâm nói. Còn ngươi nữa, nếu dám trái lời khiến tâm tình ra ra ngươi không tốt, ta sẽ đem ngươi tiền dâm hậu sát, ngươi có tin. Không. Lưu Vân vừa giận vừa tức, quát. Chuyện gì cũng từ từ, người đừng làm chuyện sang bậy. Người nọ chỉ mặt Lưu Vân mà mắng. Số tiểu tử, vừa nãy ngươi muốn lão tử nhảy xuống núi tự sát sao? Con mẹ nó, trước tiên ngươi hãy nhảy xuống cho ta. Lão tử đỡ phải động thủ giết ngươi. Hắn thấy Lưu Vân không dám động đẩy, lúc này mới cười dâm nói. Ngươi còn không nhảy xuống, tưởng ta. Đây chưa sờ qua nữ nhân sao? người muốn xem ta thân thiết cùng công chúa nương nương của ngươi chăng công chúa giận dữ nhưng người nọ dơ đao kề vào cổ nàng nhất thời không có biện pháp lư vân tức giận đến cực điểm chỉ là vẫn theo lời đối phương đi đến mép đá hắn quay đầu lại hung tợn liếc người nọ một cái rồi xoay mình nhảy xuống công chúa chấn động thét to lư tham mưu lư tham mưu người nọ cười ha hả nói tiểu tử vô tri cũng dám ra chiến trường mà ủa mạng nói xong buông công chúa ra, cười dâm nói. Công chúa ngoại tộc, ít nhiều thì ngươi cũng cứu ta một mạng, lát nữa để ta tới Âu Yếm An ủi ngươi, coi như báo đáp ân tình vậy. Công chúa nghĩ đến lư Vân đã chết, bất giác hai chân mềm nhũn ngồi xuống đất, khóc dòng mà than. Lư tham mưu, đều là ta hại ngươi, đều là ta hại ngươi. Người nọ cười ha hà nói. Khóc lóc cái gì, tên thủ hạ của ngươi giết nhiều huynh đệ chúng ta như vậy, chết thật là đáng giờ hắn chết mau như vậy, sẽ không còn ai quấy dày. Xem lão tử sẽ đối đãi với ngươi thế nào. Công chúa tính tình cương nghị, nàng nghe ngôn ngữ thô tục háo sắc của người nọ, không những không sợ mà còn khơi dậy tính tình cao ngạo của thiên nữ Hoàng Triều. Chỉ thấy nàng đứng dậy, cả giận nói. Ngươi thật to gan, sao dám vô lễ với bổn cung. Người nọ thấy bộ dáng này của công chúa thì cả kinh, chỉ là nghĩ lại lúc này chỉ còn mình hắn và nàng. Hắn thích làm gì thì làm, liền cười dâm nói. Công chúa, người nghĩ thông suốt đi, hiện tại ta chính là hoàng thượng của ngươi, ngươi cần phải hầu hạ ta cho tốt, hắc hắc. Nói xong liền sờ tới mặt công chúa, công chúa nổi giận quát lên nhưng sắc tâm của tên này đã sinh, sao còn kiềm chế cho được. Mắt thấy bàn tay thô kệch kia sắp sờ tới thân thể, công chúa hoảng sợ kêu to, cuống quyết né tránh. Trong lúc nguy cấp, chợt nghe một người lên tiếng sau lưng. Tiểu nhân vô sỉ, người nếu là hoàng thượng, ta sẽ là tổ tông của ngươi. Người nọ cả giận quát hỏi, là ai? Lời này vừa thốt thì ít hầu hắn chợt lạnh, không ngờ đã bị cắt đứt. Sau đó thân thể lại bị bồi thêm một cước, lao thẳng xuống vách núi sâu thăm thẳm. Công chúa vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thần sắc đầy giận dữ, tay giơ loan đao, chính là Lưu Vân. Nàng vui vẻ kêu lên một tiếng, lao tới ôm chặt lấy. Hắn, là ngươi, ngươi không chết ngươi không chết. Trong lúc vui mừng mà nước mắt lại ứa ra, thực là vui sướng đến cực độ. Lưu Vân vội lui một bước, khom người nói. Vừa rồi thần chưa rơi xuống núi, chỉ bám víu ở vách núi. Tên này sơ hở không tới xem kỹ, mới để thần có cơ hội ám toán như vậy. Công chúa vui mừng qua độ, nhất thời quên hết sự tình không vui lúc trước, mặt. Mày hớn hở nhìn Lưu Vân không nói nên lời. Lưu Vân cúi đầu nhìn vách núi, lẩm bẩm ngày mai ta phải làm mấy cạm bẫy không thể để mấy tên này leo lên đánh lén công chúa đột nhiên tiến lên vài bước thân mật kéo tay lưu vân rồi mỉm cười nói đừng nói gì nữa ta chợt thấy đói bụng chúng ta cùng dùng bữa nào mắt thấy công chúa đã tươi cười trở lại nhưng lưu vân lại hoảng sợ vội lui về sau vài bước tâm tình công chúa chuyển biến nhanh như vậy khiến hắn thật không hiểu nổi theo lời nàng lại đem con gà kia nướng lại trong ánh lửa đỏ chỉ thấy công chúa đầy vui vẻ cười tươi nhìn hắn lư vân thầm nghĩ công chúa đột nhiên cao hứng đột nhiên yêu sầu thật là kỳ quái chỉ mong không phải là nàng chúng hàn phong đến thần trí mơ hồ dù thế nào ta cũng nên cẩn thận ứng phó thì hơn hắn nướng gà được rồi thì xé lấy miếng đùi nói thừa lúc còn nóng công chúa mau ăn đi công chúa mỉm cười đưa tay nhận lấy nhẹ nhàng cắn một miếng Lư Vân sợ nàng ăn không quen món thôn quê, vội vàng nói. Thần tùy tiện nướng ra, chỉ sợ không hợp khẩu vị của công chúa. Công chúa nhai một miếng, chỉ thấy mùi thịt nướng thơm phức, hương vị khá ngon, cười nói. Rất ngon, ngay cả ngự tiện phòng trong từ cấm thành cũng không có tay nghề như vậy. Lư Vân xuất thân bán mì, rất thích người khác tán dương tay nghề bếp núc của mình. Nghe công chúa nói như vậy thì vui mừng như bay, mừng rỡ nói được công chúa tán thưởng quả thật thần cảm thấy rất vui công chúa thấy hắn có vẻ cao hứng lại nhẹ nhàng cười hỏi tay nghề ngươi tốt như vậy trước kia là đầu bếp hay sao lư vân nghe nàng hỏi thì nhớ tới chuyện cũ thần sắc khẽ động lại gật đầu công chúa ngạc nhiên nói không ngờ là thật sao lư vân xấu hổ cười nói nói đến e rằng công chúa chê cười ngay cả đầu bếp ta còn không đủ trình độ chỉ là một tên bán mì trong ngõ Vương phủ. Công chúa ồ một tiếng, nói: "Bán mì là cái gì?" Công chúa ở trong cung từ bé chưa từng ra ngoài, nghe hai chữ bán mì thực sự không hiểu. Lư Vân cười khổ một trận, nghĩ thầm: "Công chúa không hiểu khói lửa nơi nhân gian, ta nói nhiều làm gì? Thuận miệng nói hai ba câu là được." Hắn lắc lắc đầu, nói: "Bán mì chính là người đi bán mì kiếm sống, không có gì đáng nói." hắn nhìn tuyết lớn đang rơi liền đứng dậy nói công chúa điện hạ không còn sớm nữa xin người vào động nghỉ cho công chúa tuy không rõ thế sự nhưng tâm tư tinh tế rất mẫn cảm với nhân tâm vừa thấy thần sắc lư vân liền biết trong lòng hắn có nỗi đau thấy hắn không muốn nói rõ quá khứ của bản thân thì nhẹ giọng lư tham mưu chúng ta liên tiếp cùng trải qua hoạn nạn sinh tử chỉ là ta không biết lai lịch của ngươi trước mắt tạm thời bình an ngươi không ngại thì nói một chút đi. Lưu Vân chỉ lắc đầu cười khổ, lại chậm rãi ngồi xuống. Từ khi rời Giang Nam, hắn bôn ba xem bốn biển là nhà. Ngoài Tần Trọng Hải thì chưa bao giờ nhắc chuyện xưa cùng. Người, không ngờ người hỏi lại là công chúa Đương Triều. Nhớ đến tội danh mà bản thân hoàn ức mắc phải thì trong lòng bi ai một trận, nghĩ tới cố tiểu thư thì càng thêm đau xót. Hắn không muốn lộ tâm sự, chỉ mỉm cười ngắm nhìn sao trời, nụ cười đầy vẻ chua xót. Công chúa sừng sốt, hỏi. Là chuyện gì mà mắc cười như vậy? Lư Vân cúi đầu cười than lửa, nhẹ giọng nói. Thần xuất thân hàn vi, là người không? Có danh phận, không nên nói kẻo làm bẩn tai công chúa. Công chúa nghe lời lẽ đau khổ, lại thấy vẻ mặt hắn khác thường, đoán rằng có chuyện gì khó nói. Nàng thầm nghĩ, lai lịch người này rất kỳ lạ, nếu thoát được nơi này, có dịp nhất định phải điều tra nghe ngóng một phen trong ánh lửa bập bùng lưu vân chỉ chú tâm đến đống lửa thần sắc không vui không buồn công chúa thì khó nén nổi sự tò mò dùng đôi mắt to đẹp chăm chú nhìn hắn hai người đều có tâm sự yên lặng không nói gì thật lâu sau lưu vân nói công chúa điện hạ ngoài này rất lạnh xin người về động nghỉ tạm cẩn thận cảm lạnh công chúa ngẩng đầu nhìn hắn nói vậy còn ngươi định ở bên ngoài chịu gió lạnh sao? Lư Vân thản nhiên nói. Thần khỏe mạnh như trâu như hổ, chỉ là gió tuyết sẽ không ảnh hưởng gì. Công chúa khẽ gật đầu. Như thế thật vất vả cho ngươi. Nói rồi đi vào động, Lư Vân nhìn theo bóng dáng của nàng, không hiểu trong lòng lại có cảm giác ấm áp mà từ khi rời Dương Châu tới nay chưa từng có. Hắn âm thầm thề một điều, cho dù có chuyện gì, nhất định phải bảo vệ công chúa bình an, tuyệt không để nàng rơi vào tay địch nhân. Sói. Hết thầy sự tình, thỉnh quý vị hãy tiếp tục đón xem phần tiếp theo. Vui lòng nhấn like hoặc theo dõi nếu bạn yêu thích kênh